Tao vợ chăm nó tâm phát ra đi, họ cần đi qua đi. Sao cái máy này nó cứ nghiêng nghiêng gì ta? Rồi rồi em chào chị Câm Sinh là hôm nay mới về lô, mới áo dài luôn, mới cái chiều ơi ba đẹp cho các chị luôn nhá. Có nguyên xếp nguyên bộ luôn cũng có luôn các chiều này. Chấm bài tương tác lên cho em là mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân ha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những bộ đồ. Để đầu like này, để đầu like em bán cho chị vừa giá. Nói chung là giá cực kỳ mềm cho các chị luôn. Đầu like với giá 99k áp dụng là chia sẻ bài nhá. Rồi em cho chị Tuyết Hồng rồi em chào mọi người nhá. Rồi chấm bài tương tác mạnh tay cho em là chị nào thấy em thì cho em một nút tương tác mạnh tay cho em nhá. Chia sẻ lên cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ xem nào. Hộ trong này còn nhiều này 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 này. Đây là tâm phát thẳng ra chỗ Huyền này. Đó, đó bộ đó đó. Sao bật đi được? Bật đi rồi cũng like rồi. Rồi chấm bài lên cho em nào mà chế ơi, chấm bài tương tác lại tay cho em ạ. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai giúp em nha. Rồi để đầu like em bán áo dài đầu like với giá 99k, nói chung không đâu để bán các chiều ha. Rồi chấm bài đẩy mạnh được view cho em nào. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ cho em ạ. Rồi để đầu like bán cho chị với giá 99k áp dụng với chia sẻ bài các chị ơi. Đầu like với giá 99k áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ các chiều nào. Nên là đầu like chị nào muốn săn hàng 99k, cô chia sẻ bài cho em cứ mạnh tay chia sẻ bài cho em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ cho em ạ. Rồi chấm bài tương tác lên cho em nào các chiều ơi, chị nào thấy em ạ. Rồi đẩy mạnh lực view cho em nào mấy chế ơi. Chấm bài tương tác mạnh cho em ạ. Rồi, đẩy mạnh lực view cho em là cứ chấm màn cho em, mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hộ cho em nào các chị ơi. Cứ chấm màn mạnh tay cho em nhá. Rồi em chào mọi người, chào chị Huỳnh Thế Tiên này. Rồi đầu like săn hàng 99k áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ các chị ơi. Rồi 99k đầu like mọi người cứ mạnh tay chấm màn lên cho em. Vô đông đông một xíu rồi em sẽ like luôn chị ơi. Vô đông đông một xíu rồi em sẽ like luôn chị Kim Xuân ơi, tại vì đầu like này. Tại vì đầu like này em sẽ báo, nói chung là cái hàng này các chị không thể nào mà chốt mấy cái hàng như hàng hoặc là hàng quần ống rộng này kia free size nào mà cũng được. Cái này em phải báo size cho các chị lựa chọn này, em phải báo size cho các chị lựa chọn từng con mới chọn được ha. Rồi chấm mai lên cho em, cảm ơn chị Kim Xuyên là người chia sẻ chị yêu ơi. Rồi đẩy mạnh lực view cho em, mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân cho em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hộ nè, cứ đẩy mạnh lực view cho em. Vô đông đông một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn các chế ơi. Vô đông một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn nha. Chị yêu nào thầy em mà thầy em thì cho em một nút chấm nào các chị ơi, đặt lệnh lục view cho em là vô đông đông một xíu về em sẽ like luôn. Ủa chị cái này là nguyên bộ hoặc anh sao cái đó là áo rồi, cái nào nguyên bộ hết ạ, nguyên bộ đến làm cho này áo rồi là 4 tàng đúng không? Áo rồi là 4 tàng đúng không? Cái này là 4 tàng. Hai em cấm nó nặng hơn 4 tàng đấy, 4 tàng là bạn đây chơi 4 tàng. Rồi cảm ơn Phạm Thị Hiệp là người chia sẻ này. Rồi chấm bài tương tác cho em nào. Rồi cảm ơn chị Phương Nghi là người chia sẻ này.
đẩy vô, đẩy lúc đưa cho em một chút xíu này rồi em sẽ la luôn các chỗ. Nhà 4 ca rồi hả? 2089. Hãy nhìn đây ở trên kia này, chúng ta bỏ xuống. 3D 4 ca rồi hả? 2084 ca rồi hả? Rồi chấm màn lên cho em nào các chị ơi, chị nào thấy em à, thấy em thì cho em một nút chấm nha, chấm các chị sẽ vào cho em nào các chị ơi. Đẩy mạnh lực view cho em nào, vô đông đông một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn các chị ơi. Vô đông một xíu cho em này em bắt đầu like luôn nè. Rồi con đầu like của chị này, con này size XL nha. Size XL E80 là mặc đẹp cho em nè. Rồi con này size XL E80 là mặc đẹp cho em các chị ơi. Size XL E80 mặc đẹp chốt cho em A01 cho em nào. Lên cho em A01 99k đồng like các chị ơi, săn hàng 99k nè. 99k đồng like lên cho em A01. A01 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em nè. Lên cho em A01 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em các cháu. Lên cho em A01 nha. Dành cho chị nào có tầm mặt size XL E80 là mặc vừa cho em nè. Và là chắc bị sai số thì chị Phương Nghi hôm nay chọn lại cho em nè. Rồi con này size XL E80 mặc vừa cho em nào mà chế ha. E80 mặc vừa size XL. Dành cho chị nào tầm 55-60kg mặc vừa ha. 55-60kg mặc vừa lên cho em A01 99k cho em nè. A01 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em các cháu. Lên cho em A01 nha. A01 99k kèm mã kèm số cho em nè. Dành cho chị nào mặc size XL ha. Size XL E80 mặc vừa. Lên cho em A01 99k kèm mã kèm số cho em nào các cháu. Lên cho em A01. Cái nào 99k là ghi bị ở ngoài là 99k. Cho mọi người nhận biết đó. Rồi, mình có áo hay cả quần chế ơi. Dạ, bên em có luôn cả quần nhưng mà quần tính riêng chế luôn nhá. Quần tính riêng 60.000 một quần mới cho em ạ. Quần tính riêng 60.000 một quần mới nhá chế ừ, ơi. Bưng cho chị mấy cái áo dài 3D này. Rồi lên cho này, lên cho chị một con size M chấm mai lên trên ạ. Rồi chấm mai tương tác mạnh tay cho em nào mày chế ơi. Rồi lên cho chị một con đỏ size M mặc vừa cho em nào. Rồi con này size M mặc vừa 50kg eo 72. Rồi con này size M. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em là 99k lên cho em đỏ cho em nào. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em đỏ này 99k cho em. 99k lên cho em đỏ này. Hàng si hả chị không? Trời ơi các chị nên khái niệm hàng si với lại hàng mới cho em với. Hàng si là hàng của nước ngoài, còn áo dài làm sao mà có của nước khác mà đúng không? Rồi A01 chị Kim Xuân này, Kim Xuyên này, A01 chị Kim Xuyên nhá. Rồi con này lên cho em đỏ kèm luôn số cho em là 99k chốt cho em đỏ này. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi con này dành cho chị nào mặc size M 50kg eo 72. Rồi con này size M 50kg eo 72 mặc vừa. 50kg eo 72 mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em đỏ kèm luôn số cho em là 99k cho em nào. 99k lên cho em đỏ này. Đỏ 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em này, chốt cho em đỏ ha. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em này. Dành cho chị nào cỡ tầm dưới 50kg là mặc vừa cho em nào. Dưới 50kg mặc vừa eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em nào. Chị nào lấy comment chốt cho em đỏ này. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nào. Lên cho em đỏ ha. Đỏ 99k, đỏ 99k kèm số cho em. Lên cho em đỏ ha. Đỏ 99k kèm mã kèm số này. Chấm mày tương tác lên cho em nào mà chế thôi. Chấm mày tương tác lên trên nào. Rồi em lên cho chị một con size nhỏ này, một con size S mặc vừa này. Trời ơi đầu like chỉ có 99k thôi. Áp dụng là chi sẻ bài mày chế ơi. Một con đầu like, một con siêu đẹp như này, size S mặc vừa nha. Tầm 40-48kg mặc vừa trên nào. 40-48kg mặc vừa, size S mặc vừa ha. Rồi 40-48kg mặc vừa, chị nào lấy comment chốt trên mặt trắng nhá. Trắng và kim luôn số trên mặt 40-48kg mặc vừa trên nào. 40-48kg mắc vừa, lên cho em mặt trắng 99k cho em này. 99k lên cho em mặt trắng nhé, trắng 99k. Trắng 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em này, chốt cho em mặt trắng đấy cho. Trắng 99k kèm số nè. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mang vừa cho em nè. 40-48kg mắc vừa, lên cho em mặt trắng 99k kèm mã kèm số cho em nha. Lên cho em mặt trắng đấy. Mặt trắng và kèm luôn số cho em này, chốt cho em mặt trắng đấy cho. Trắng và kèm mã kèm số cho em nè. Lên trên mặt trắng 99k nha mày chế ha. Lên trên mặt trắng 99k chốt trên mặt trắng. Trắng 99k kèm số nè. Rồi lên cho chị một con size S nữa này. Chấm mà lên cho em nào hả. Rồi lên cho chị đây một con size S mặc vừa 40-48kg mặc đẹp cho em nào mọi người ha. Rồi con này size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em nào. Rồi size S mặc vừa 40-48kg mặc vừa cho em nào. Chị nào lấy comment chốt cho em A580 cho em nhá. Lên cho em A580 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt cho em A580 ha. Vải cấm không, hàng mới bên em là chuyên về hàng vải, nói chung là vải lụa thà trên chứ không có vải gấm nha chế ơi. Rồi con này size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em nào. 40-48kg mặc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em A580. Lên cho em A580 kèm mã kèm số cho em nào mà chế hết. Lên cho em A580, chốt cho em A580. A580 kèm mã kèm số cho em nào, 99k thôi mà chế ơi. 99k A580.
trung tâm đâu. A580999K kèm mã kèm số trên này. A580. Rồi, con này size 2XL cho em là size 2XL. Rồi, con này size 2XL, E85 quay đầu mặc vừa cho em ạ. Rồi, có size 2X luôn chị ơi, có size 2X luôn nè. Rồi, chấm mã lên cho em nè, mà chị ơi có thấy em không ạ? Có 53kg luôn chị này, có 53kg chị mặc size L cho em nha chị ơi. Rồi, con này size 2XL. E85 mặc vừa cho em là mà chéo size 2XL. E85 quay đầu mặc vừa cho em là size 2XL. E85 mặc vừa. E85 quay đầu mặc vừa A208 cho em là chốt cho em A208 size 2XL. E85 mặc vừa. E85 mặc vừa A208 cho em là chốt cho em A208 nhá. A208 99k là size 2XL. E85 mang vừa lên cho em A208 99k cho em. 99k A208. 208 99k. Đây. 53kg chị mặc size này cho em này chế ơi, 50-55kg mặc vừa cho em con này nhá. Rồi 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa là size L cho em nè. 50-55kg mặc vừa nha. Rồi con này size L E76 này, 50-55kg mặc vừa cho em nè. 50-55kg mặc vừa ha. 50-55kg mặc vừa chốt cho em mà A92 nha mọi người. Lên cho em mà A92 size L mặc vừa cho em nhá. Size L mặc vừa lên cho em mà A92, chốt cho em mà A92. A92 công chúa em chưa có like chị ơi, công chúa em vừa mới like hôm qua rồi nha. Nên là cỡ tầm mấy hôm nữa em mới like được nè. Rồi em còn A92, chị nào lấy comment chốt cho em A92 kèm mã kèm số cho em nha. Rồi mọi người thấy em không ạ? Mọi người thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một cái chấm với. Rồi các chị ơi, các chị thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một cái chấm nè. Rồi em lên cho chị một con tráng đẹp nhá, con này size L mặc vừa này. Rồi lên cho chị một con size L cho em là size L E76 mang vừa cho em nè. Size L E76 mặc vừa ha. 99k đầu like thôi các chị ơi, tranh thủ chốt cho em nè. Tranh thủ chốt đầu like với giá 99k chứ còn mà giữ like không có giá này được đâu ha. Rồi con này size L E76 này 50-55kg mặc vừa cho em nè. 50-55kg mặc vừa size L. Rồi 50-55kg mặc vừa size L cho em nè. Chị nào lấy comment chốt cho em A401 size L. Lên cho em A401 size L, E76 coi đây mặc vừa lên cho em A401. Rồi A401 size L, chốt cho em A401 nhá. A401 kèm mã kèm số cho em nào, lên cho em A401. A401 nhá, lên cho em A401 nhá. A401 lên cho em A401 size L, A401 nhá. Rồi em lên cho chị cổ cao size XL này. Size XL, E80 mặc vừa cho em nào. Size XL E80 mặc vừa cho em nè các chị ơi, size XL E80 mặc vừa cho em nè. Size XL E80 mặc vừa lên cho em ạ, tìm 99k thôi các chị ơi. Đầu like 99k, săn hàng 99k nào mấy chị ơi, chứ còn mà giữa like không có giá này được đâu hả. Giữa like là em nói thật luôn là không bao giờ mà có giá này được đâu nè. Lên cho em ạ, tìm các chị ơi. Rồi đợi em xíu này. Cái 401 này, 401 cho chị à. Ý Lai Trương này, Ý Lai Trương chốt hàng lên lại số cho em chị nhá. Ý Lai Trương chia sẻ bài luôn cho em là chế ơi, lên lại số cho em luôn nha. Rồi, con này size XL E80 mặc vừa cho em ạ, tím nha mọi người, 99k thôi. 99k lên cho em ạ, tím này, tím 99k kèm mã kèm số cho em nào, lên cho em ạ, tím. 99k lên cho em ạ, tím nhá, tím 99k. Tìm 99k kèm mã kèm số cho em nha. Tím. Rồi 58kg chị mặc size XL cho em chị ơi, 58kg chị mặc size XL nha. Rồi lên cho chị một con cô ba Sài Gòn này. Một con cô ba Sài Gòn size 2XL cho em nè. Mã tím Nguyễn Thị Linh. Con này size 2XL E85 quay được mặc vừa. Ký luôn ở trên đấy, 99k. Rồi con này size 2XL E85 mặc vừa. Size 2XL E85 mặc vừa cho em nè. Size 2XL E85 quay được mặc vừa, size 2XL E85 mặc vừa A113. Size 2XL E85 mặc vừa lên trên A113. Chốt cho em A113 kèm mua số cho em ạ. Lên cho em A113 size 2XL E85 mặc vừa lên cho em A113. Size 2XL E85 mặc vừa lên cho em A113 cho em ạ. Lên cho em A113, chốt cho em A113 cho Kim ạ. Ý Lâm chưa? A113 này chốt cho em A113 size 2XL E85 mặc vừa. A113 99k chốt cho em A113. Ý Lâm chưa? Rồi A113 các cháu, A113 kèm mã kèm số cho em nè. Chỉ có 99k. Chỉ có 99k thôi các cháu. A113 kèm mã kèm số cho em nè. A113 nhá, 113 kèm mã kèm số cho em nè.
Rồi lên cho chị đây một con xanh size L. Em nói thật luôn là lát sửa like không bao giờ có giá này nữa đâu. Cái chơi bây giờ em đang xả, em nói chung này đang lấy tương tác cho các chị lụa thôi. Chứ còn mà sửa like là không bao giờ có giá này đâu các chị ơi. Rồi con này size 1XL L80 mặc vừa cho em nha mọi người. Alo size L L76 mặc vừa cho em nè. Rồi con này size L L76 mặc vừa cho em nhá. Size L L76 con này mặc vừa. Lên cho em A95 A591 cho em nè. A591 size L L76 mặc vừa. Rồi size L L76 mặc vừa cho em ạ. Chốt cho em A591 nhá. Rồi size L L76 mặc vừa. Lên cho em A591 này. Chốt cho em A591 cho em nha. Size L L76 mặc vừa. A591 99k cho em. 99k lên cho em A591 này. A591 99k kèm mã kèm số cho em nhá. A591 99k lên cho em A591 nhá. A591 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho chị một con đỏ nha các chị ơi. Lên cho chị một con đỏ size M này. Rồi con này size M mặc vừa 50kg L72 này size M nhá. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em nào. Size M. Rồi 50kg L72. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em nhá. Size M 50kg L72 mặc vừa. L72 mặc vừa cho em nào. L72 quay được mặc vừa lên cho em A407 99k cho em. 99k A407 cho em là 99k A407 nhá. A407 99k kèm mã kèm số cho em nào. A407 này 99k cho em. 99k A407 này. A407 99k dồn đơn 591 cho chị Nguyễn Thị Linh này. 591 chị Nguyễn Thị Linh. Giữa like không có giá này đâu. Giá này nữa đâu các cháu, tranh thủ chốt cho em đầu like nha. Đầu like giá này chứ còn mà giữa like không bao giờ có nha mọi người nha. Rồi lên cho chị một con CS mặc vừa này. Một con CS mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em nào. Rồi con này CS mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em ha. CS mặc vừa này. Rồi 40-48kg mặc vừa một con tròn ba đẹp luôn cho em nào. Rồi con này CS mặc vừa 40-48kg mang đẹp. Chị nào lấy comment chốt cho em A541 99k cho em. 99k lên cho em A541 này. A541 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi con này là CS mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa. A544 kèm mã kèm số cho em nha mà chị ha. Lên cho em A544 99k cho em. 99k lên cho em A544 ạ. Rồi A544 99k kèm mã kèm số cho em nào. A544 99k nhá. 99k A544 cho em nào. Chấm mã lên cho em nào các chị ơi. Rồi em lên một con hoa nhí cho các chị này. Một con size M. Một con hoa nhí size M cho em nào. Một con hoa nhí size M màu rút cho em nhé các chị ơi. Size M 50kg L72. 50kg L72 A538. 50kg L72 A538 cho em nào. 50kg L72 A538 đấy. A538 thôi kiếm luôn số cho em ạ. L72 mặc vừa A538 cho em nhé các chị ơi. A538 này L72 mặc vừa size M 50kg này. 50kg 45-50kg mặc vừa cho em nhé. 45-50kg mặc vừa A538 cho em ạ. A544 chị Lê Trang. A544 chị Lê Trang. Rồi con này lên cho em A538 cho em ạ. Con này dành cho chị nào tầm 45-55 45-50kg mặc vừa cho em ạ. 45-50kg mặc vừa cho em nhé. Chị nào lấy comment chốt cho em A538 này. Rồi A538 99k cho em. 99k lên cho em A538 đấy. Đầu like 99k này, tranh thủ chốt này các chị ơi. Ở đâu ra một cái áo dài mới như này 99k các chị ơi. Không đâu rẻ bàng luôn. Rồi em lên cho chị một con ba đẹp này, size M mặc vừa. Rồi con này size M mặc vừa cho em nào. Size M 50kg L72. Rồi 544 chị Lê Trang rồi. Size M 50kg L72. 45-50kg mặc vừa. Rồi con này chị nào tầm 45-50kg mắc vừa cho em nào. Rồi 45-50kg mắc vừa cho em nhá. 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa lên cho em A78 cho em nào. 45-50kg mắc vừa lên cho em A78 cho em. 45-50kg mắc vừa lên cho em A78 nhé chị ơi. 45-50kg mắc vừa chốt cho em A78. A78 kèm hô số cho em à. Chốt cho em A78 các chị ơi. 99k thôi. 99k lên cho em A78. A78 99k nè các chị ơi. Tranh thủ đầu like các chị ơi, rửa like không còn nữa nè. A78. Rồi lên cho chị size XL A78 Phương Nghi. A78 Phương Nghi. Rồi con này size XL L80 mặc vừa. Các chị nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em nào. Rồi con này 55-60kg mặc vừa cho em. Size XL L80 mặc vừa. 55-60kg mang vừa cho em nhé. 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa. Chốt cho em mã A13. 50kg L72 size XL L80 mặc vừa. 55-60kg mặc vừa cho em nào.
55 tới 60 kg mặc vừa, 55 tới 60 kg mặc vừa. Eo 70, eo 78, eo 80 độ lại mặc vừa size XL, eo 80 mặc vừa, 55 tới 60 kg mặc vừa cho em nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em A13. Lên cho em A13 cái cho, lên cho em A13. A13 kèm mã kèm số cho em nào mà chị ơi, lên cho em A13 99.000 thôi, lên cho em A13. A13 99k, A13. A13 chị Thanh Quý đấy, A13 chị Thanh Quý đấy. A13 chị Thanh Quý này, mọi người chia sẻ bài cho em với nào. Mọi người chia sẻ bài cho em với nào. A13 chị Thanh Quý ha. A13 chị Thanh Quý này, rồi em lên cho chị con này size 2XL cho em nào. Rồi quần 60.000 tiền quần mới chị ơi, rồi con này size 2XL cho em nào. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa cho em nào, size 2XL. Eo 85 quay đầu mặc vừa, 60-65 ký mang vừa cho em là các chỗ size 2XL. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa cho em nào. Size 2XL eo 85 mặc vừa. Eo 85 quay đầu mặc vừa lên cho em A557. Chốt cho em A557 cho em là 99k, chốt cho em A557. A557 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em A557 này 99k. 99k này, 99k A557 cho em size 2XL. Eo 85 mang vừa cho em này. A557 99k. 557 99k kèm mã kèm số cho em nhá. 557 này. 99k 557 kèm mã kèm số á. Rồi đây cho chị con này size XL này. Rồi size XL eo 80 mặc vừa cho em nào mọi người, size XL. Eo 80 mặc vừa cho em nhá, size XL eo 80 mặc vừa cho em nào. Size XL eo 80 mặc vừa cho em ạ. 55 tới 60 ký men vừa cho em ạ, lên cho em mã vàng ha. 55 tới 60 ký mặc vừa, lên cho em mã vàng size XL. Eo 80 mặc vừa, chốt cho em mã vàng 99k thôi, 99k chốt cho em mã vàng. Vàng 99k, vàng 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em mã vàng 99k. 99k lên cho em vàng, vàng 99k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi em lên cho chị một con hoa nhí hồng cho em nào. Chấm mã lên cho em đây nào mọi người ơi. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa cho em là size XL. Size XL eo 80 mang vừa cho em là các chị ơi, size XL eo 80 mặc vừa. Rồi con này ba đẹp luôn cho em, hoa nhí ba đẹp nhá, size XL eo 80 mặc vừa cho em nhá. Rồi size XL eo 80 mặc vừa cho em nào, size 2, size 1 XL. Eo 80 mặc vừa lên cho em A568 cho em nào. A568 99k lên cho em A568 cho em. A568 99k kèm mã kèm số cho em nào, con này size XL. Eo 80 mặc vừa cho em, eo 80 mặc vừa lên cho em A568 99k cho em. 99k lên cho em A568 á. A568 99k. 99k A568 đấy. 568 99k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị con này size S mặc vừa này. Rồi con này size S mặc vừa này các chị ơi, size S mặc vừa đây. Tầm 40 tới 48 ký mặc vừa cho em ha. Size S mặc vừa này, 40 48 ký mặc đẹp. Rồi size S mặc vừa, 40 48 ký mặc vừa cho em nào. Rồi size S mặc vừa, 40-48 ký mặc đẹp cho em nhá. 99k chốt cho em là A12. A12 99k kèm mã kèm số cho em nào. Lên cho em là A12 99k A12. Con này size S mặc vừa tầm 40-48 ký mặc đẹp cho em à. Lên cho em A12 99k cho em. 99k lên cho em là A12. Quá xuất sắc luôn cái chỗ. A12 99k chốt cho em là A12. A12 99k cho em nào. A12. Rồi 99k chốt cho em A12 size S mặc vừa, 40-48 ký mặc đẹp. A12 chốt cho em A12. Rồi con này size 2XL cho em nè. A12 cho Mai Dung Trần. A12 Mai Dung Trần. Rồi con này size 2XL eo 85 mặc vừa cho em nè. Rồi con này size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa. Em có dán không vậy? Lát là lại sẽ dán giá khác nhau nha, 5 giá luôn á. Giá sẽ cách 5 giá luôn á, nên là dán luôn, đi luôn ở ngoài để biết ở bọc ở trong là có 99k không ấy. Rồi A568 chị Như Nguyễn này. A568 chị Như Nguyễn nhá. Rồi A12 Mai Trung Trần. Rồi con này size 2 cho là E85 mặc vừa cho em nào. Size 2 cho là E85 quay được mặc vừa, size 2 cho là E85 quay được mặc vừa cho em nào. E85 mặc vừa A593, chốt cho em A593 size 2 cho là E85 mặc vừa, lên cho em A593 cho em. Size 2XL, E85 quay đầu mặc vừa, lên cho em A593. Chốt cho em A593 99k, lên cho em A593 này. A593 99k, A593 99k cho em này. A593 99k, chốt cho em A593. A593 kèm mã kèm số cho em nào.
lên cho em A593, chốt cho em A593 nha. Rồi. 568 Như Nguyễn. Rồi lên cho chị con này size 2XL đây, chị nào hỏng cái size 2XL. L85 mặc vừa cho em nào, cái chỗ size 2XL L85 mặc vừa cho em nào. Size 2XL L85 mặc vừa cho em nào. Size 2XL L85 mặc vừa cho em. Size 2XL L85 quay được mặc vừa chốt cho em mặc cam size 2XL. L85 mặc vừa chốt cho em mặc cam này mọi người ơi, chốt cho em mặc cam. Quần nhiêu ạ? Quần 60.000 một quần chế ơi, 60.000 một quần mới cho em nè. Size 2XL L85 mặc vừa cho em là size 2XL. L85 quay được mặc vừa cho em là size 2XL. L85 mặc vừa chốt cho em mặc cam cho em nè. Lên cho em mặc cam size 2XL. L85 mang vừa cho em mặc chốt cho em mặc cam. Size 2XL L85 mặc vừa, lên cho em mặc cam. Chốt cho em mặc cam nha mọi người, lên cho em cam nha. Cam kèm mã kèm số cho em mặc chốt cho em mặc cam nha. Rồi em lên cho chị một con tím đẹp nha mọi người. Một con tím đẹp size 2XL luôn ạ. Size 2XL L85 mang vừa cho em nè. Rồi size 2XL L85 mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 quay được mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 mang vừa. Size 2XL L85 mặc vừa cho em nè. Chốt cho em mã hoa tím. Lên cho em mã hoa tím các chị này. 99k đầu like tranh thủ chốt để các chị ơi. Lên cho em mã tím size 2XL L85 mặc vừa. L85 mặc vừa lên cho em tím. Cam chị cầm xinh. Cam chị cầm xinh. Rồi bao nhiêu một áo đầu lai đang nói chung đầu lai đang bán cho có tương tác thôi các chị ơi, 99k đầu lai này. Còn giữa lai là còn giữa lai sẽ là giá khác nên là chị nào tranh thủ đầu lai này, tranh thủ chốt đầu lai, giữa lai là không bao giờ có nữa. Ừ mã cam. Đây cái tay ừ. Rồi mã cam cho chị cầm xinh này. Rồi 99k đầu lai mọi người ơi, 99k đầu lai này. Rồi các này lên trên mã hoa tím trên nào các chị ơi, lên trên mã hoa tím nào. Chốt trên mã hoa tím nhá, hoa tím kèm mã kèm số cho em nào. Lên trên mã hoa tím cho em. Size 2XL, lên trên mã hoa tím. Rồi em lên cho chị một con đen cực kỳ sang cho em này. L78 size XL cho em chị Nguyễn Linh ơi. L78 chị mặc size XL cho em. Rồi con này size M mặc vừa nè. Size M mặc vừa 50kg L72 chốt trên mã sang. Rồi lên trên mã sang dạ, không có hàng đá đâu chị ơi. Lát là sẽ có bao gồm là hàng trơn này. Hàng 3D hoa nhì 4 tà cho em nào. Rồi bộ 3D, rồi bộ 4 tà nữa cho em. Nguyên bộ, nguyên set nguyên bộ hả? Ừ, có bao nhiêu? Áo nguyên có 300k 3 cái. Rồi, giữa lai là không bao giờ có giá này nữa đâu các chị ơi. Đây là đầu lai các chị tranh thủ chốt cho em nha. Hàng 3D giữa lai sẽ là 149k chứ không phải là 99k nữa. Nên là chị nào tranh thủ đầu lai cho em. Tại vì em vừa mới về lô mới các chị ơi, về lô mới bao đẹp cho các chị luôn. Nhiều cái nó đủ nguyên size cho các chị. Nên là đầu lai là em đang xả mấy cái hàng mà lẻ size thôi. Đầu lai em đang xả mấy cái hàng lẻ size để lấy tương tác cho các chị thôi. Chứ còn mà giữa lai sẽ không bao giờ thiệt tình luôn. Em sẽ không bao giờ mà có giá này được đâu cho các chị nha. Rồi nên là đầu lai các chị tranh thủ chốt cho em ha. Rồi cảm ơn chúc anh ngày mới vui, cái gì ngày mới vui may mắn. Ngày mới may mắn. Rồi lên cho chị con này size M cho em ạ. 50kg L72 này, lên cho chị một con cực kỳ sang luôn cho em ạ. 50kg L72 mặc vừa cho em nha mình chế ha. 50kg L72 mặc vừa, lên cho em ạ sang kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em ha. Lên cho em ạ sang này, chốt cho em ạ sang. Mã sang kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Chỉ có 99k đầu lai tranh thủ chốt cho em. Lên cho em ạ sang, mã sang kèm điện thoại luôn cho em ạ. Lên cho em ạ sang nha, chốt cho em ạ sang. Sang kèm mã kèm số cho em nha. Lên cho em ạ sang này, 99k đầu lai lên cho em ạ sang nhá. Sang kèm mã kèm số trên nào, chốt cho em mã sang 99k, sang 99k kèm mã kèm số trên á. Rồi lên cho chị một con size M trên nào, đầu lai trên thủ chốt nào mà chị ơi, chỉ có 99k thôi. Rồi con này size M mặc vừa, 50kg L72 này. Rồi size M 50kg L72 bao đẹp xuất sắc luôn cho em. Size M 50kg L72 mặc vừa cho em là một con hồng họa tiết long hoa cho em như này các chị ơi. Phần phía tao cho em là bao đẹp, họa tiết đằng trước đằng sau đều như nhau cho em các chị ơi. Con này là size M mặc vừa nha. 50kg L72 là mặc vừa cho em nào. 50kg L72 mặc vừa luôn, chốt cho em mã hồng nhá. Rồi lên trên mã hồng nhá, hồng và kèm luôn số trên mã, con này là size M. 50kg L72 mặc vừa cho em nhá. 50kg L72 chốt trên mã hồng này. Sang cho Nguyễn Phạm Thị Hiệp. Mã sang chị Phạm Thị Hiệp nhá, mã sang chị Phạm Thị Hiệp nè. Mã sang chị Phạm Thị Hiệp nhá. Chị à, anh Võ Thị xong mất rồi chị ơi, chia sẻ bài cho em với chế nè. Anh Võ Thị xong mất rồi nhá. Rồi em lên cho chị một con xanh size M cho em ạ. Rồi lên cho chị một con xanh size M. Em lên size nhỏ thì các chị lại kêu em lên size to. Lúc em lên size lớn rồi chị kêu em lên size nhỏ. Em chả biết là like kiểu gì cho chị nữa.
Thôi em bóc đại con nào em lên con đỏ với chị ơi. Rồi con này size M mặc vừa 50kg eo 72 là mặc đẹp cho em nha. Size M 50kg eo 72 lên cho em ở size 99k thôi. 99k lên cho em ở size size M là mặc vừa 50kg eo 72 cho em nhá. Rồi 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em ở size con này cho em ở 99k chốt cho em ở size nè. Size 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em ở size size 99k, size 99k kèm mã kèm số cho em ha. Lên cho em ở size 99k. Size 99k kèm mã kèm số cho em ạ. Đây size XL đây. Size XL eo 80 mặc vừa. Rồi size XL eo 80 mặc vừa cho em nào. Size XL eo 80 mặc vừa cho em nhá. Size XL eo 80 mặc vừa. Một con màu đỏ siêu đẹp luôn cho em nào các chị ơi. Size XL eo 80 là mặc vừa cho em nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em đỏ 99k thôi. 99k lên cho em đỏ này. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em đỏ này. Đỏ 99k cho em nhá. Đỏ 99k kèm số cho em. Lên cho em đỏ con này size XL. Eo 80 là mặc vừa cho em nhá. Eo 80 mặc vừa lên cho em đỏ này. Đỏ 99k. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em đỏ này. 99k, 99k lên cho em đỏ này. Đỏ 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Chấm mã tương tác lên cho em nào. Vô đâu một xíu thì em sẽ bắt đầu nói chung là em sẽ kết thúc like 99k. Em sẽ bắt đầu like giá bình thường nha. Nên là các chị nào mà tranh thủ chốt cho em đây nào. Size 2XL, một con size này đỏ 99k. Chị ngơ hoan. Rồi con này dành cho chị nào mà size XL, 2XL, eo 85 mặc vừa cho em nào. Size 2XL, eo 85 mặc vừa cho em nhá các chị ơi. Chị nào lấy comment chốt cho em A57 kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em nào. Rồi rồi chốt đi chị Bình Nguyễn Thị ơi, hôm nay vào rất là nhiều loại luôn nè, có cả 3D trơn nè, có cả 3D ha, có cả trơn nè, hoa nhì 4 tè nè, bộ 3D và bộ 4 tè luôn cho em nhá. Nên là hôm nay các chị nào mà tranh thủ nè hốt chốt trên like ngày hôm nay hàng đủ ri đủ size hôm nay rất là nhiều luôn, nên là các chị nào mà đừng có bỏ lỡ cái like này ha, rất là đẹp luôn, mới về lô mới chị Bình Nguyễn Thị ơi. Rồi mắt đỏ hả, mắt đỏ nào. Hết rồi chị ơi, hết nó đỏ rồi ha. Rồi con này size 2XL eo 85 men vừa cho em nhá. Eo 85 mặc vừa cho em mà size 2XL A57 cho em là 99k thôi. 99k lên cho em mà A57 này. A57 99k. A57 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em mà A57 này. 99k chốt cho em mà A57 nhá. A57 99k. A57 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em mà A57 này. A57 99k kèm số cho em. Rồi lên cho chị con này size 2XL. Eo 85 mặc vừa cho em một con họa tiết hình cong siêu đẹp luôn cho em nào. Rồi. Con B. Tít. 5 con rồi hả? Rồi con này size 3 size 2XL eo 85 mặc vừa cho em nào. Rồi. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa. Nếu chị nào muốn đổi ri đổi size thì lát sẽ có đổi ri đổi size cho các chị luôn, nhưng mà không có giá này nữa đâu. Rồi con này size 2XL eo 85 quay đầu là mặc vừa cho em nha mấy chị ơi. Size 2XL eo 85 mặc vừa A206 cho em là chốt cho em A206 99k thôi mấy chị ha. Hoàn tiết hình trinh công cho em như này. Dành cho chị nào có tầm size 2XL eo 85 men vừa cho em nha mọi người nhá. Size 2XL eo 85 mặc vừa cho em, chị nào lấy comment A206 cho em là 99k cho em. 99k A206 A206 99k kèm mã kèm số cho em nha mọi người. A206 99k cho em. A206 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em nha các chị ơi. Rồi em lên cho chị một con cam size 3XL đây. Size 3XL em chị nào 90 là mặc vừa cho em là một con màu cam size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa cho em nhá. 65kg hả? 65kg thì chị mặc size 2XL cho em chị Bình Nguyễn Thị ơi. Cái mã câu hồi nãy chị vừa size 2XL vừa. Rồi con này size 3XL em chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL em chị nào 90 quay đầu mặc vừa cho em là size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa. Em chị mà 90 mặc vừa chị nào lấy comment A126 cho em là chốt cho em A126. Rồi cái nào chị Bình Nguyễn Thị ơi comment này. Cái con công á, cái con công hồi nãy á, nãy gì đấy? 206 à chị Bình Nguyễn Thị ơi, là đúng theo ok cho em ạ. Rồi con này dành cho chị nào có tầm size 2XL, eo 85 mặc vừa. Lên cho em là A126 cho em nào, chốt cho em A126 nhá. A126 kèm mã kèm số cho em nào, chốt cho em A126 các chị ơi. A126 kèm mã kèm số cho em nha các chị ơi. A206 rồi ok chị Bình Nguyễn Thị, A206 cho chị nè. Rồi em lên cho chị một con xanh ngọc này, lên cho chị một con xanh ngọc. Rồi con này size S cho em nè. Size nhỏ chị ơi, đây size nhỏ nhiều mà. Size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc đẹp cho em nè. Size S mặc vừa cho em nè. Size S mặc vừa 40-48kg mặc vừa. Chị ca bao nhiêu chị muộn dịu. Đây em mặc là qua, nói chung là qua mắt cá chân luôn. Qua mắt cá chân luôn. Em mặc là em mặc dài. Rồi con này size M, size S mặc vừa 40-48kg mặc đẹp cho em là size S ha.
40 tới 48 ký mặc vừa, size S mặc vừa. Chị nào lấy comment A143 cho em nào. Lên cho em A143. A143 size S mặc vừa, tầm 40 tới 48 ký mặc đề cho em nhá. Rồi size S mặc vừa 40 48 ký mặc vừa, A143. Lên cho em A143 99k thôi mấy chị ơi, lên cho em A143. A143 99k, 99k A143 kèm mã kèm số cho em. A143 99k, A143 99k nè. Rồi con này size 2XL cho em nè các chị ơi, size 2XL, E85 mặc vừa. Một con họa tiết là hoa bỉ ngạn cho em như này, size 2XL. E85 mặc vừa cho em nha mấy chị ơi, size 2XL, E85 mặc vừa. Size 2XL, E85 mặc vừa, lên trên mã hoa bỉ ngạn cho em nè. Lên trên mã hoa bỉ ngạn, size 2XL, E85 mặc vừa cho em nha. Size 2XL, E85 mặc vừa. Mai chị đỏ luôn à. Rồi size 2XL, E85 mặc vừa. À cao 1m6 thì chị đừng có mặc cuốc. Cao 1m6 kia, tại vì cái này là người ta thiết kế cho chị nào mà dưới 1m65. Chứ chị mà cao 1m6 chị mang đôi cuốc nữa thì đương nhiên nó ngắn rồi. Rồi con này size 2XL, E85 quay đầu mặc vừa. Size 2XL, E85 mặc vừa, lên trên mã hoa bỉ ngạn cho em nào. Chốt trên mã hoa bỉ ngạn nha. Hoa bỉ ngạn size 2XL, E85 mặc vừa cho em nào. E85 mặc vừa, lên trên mã hoa bỉ ngạn cho em nào. Chấm mài lên cho em nào mấy chị ơi, 99k thôi. Hoa bỉ ngạn kèm mã kèm số cho em nào. Chốt trên mã hoa bỉ ngạn nào. Tua tươi hương sang ơi, chị chốt trên line như nào thì đương nhiên là cái này không có thể nào mà lộn sai được trời ơi. Tại vì nó in trên áo luôn là sai gì. Nên là các chị nào mà chốt trên line cho em nào, các chị với lại nhân viên, đến lúc nhân viên điện thoại cho các chị, điện nhân viên cũng báo cho các chị luôn mà sai gì. Chứ bên em đâu có gửi cho các chị sai, trừ khi các chị nghe lộn sai thôi nhá. Rồi con này size 2XL, E85 mặc vừa trên là size 2XL. Và lại bên em không có ba đổi trả về vấn đề và chặt rộng thì yêu nha. Tại vì like trên like bên em có báo số cân, số ký rõ ràng. Có cái size luôn rồi, có cái size nó in trên đó luôn rồi, chứ không phải là không có size. Nên là bọn em sẽ báo size rất là kỹ luôn rồi. Các chị nghe kỹ cho em để hạn chốt nha. Bên em không có ba đổi trả về chặt rộng. Bên em chỉ ba đổi trả khi hàng lỗi hoặc hàng sai mẫu thôi. Rồi con này size 2XL, E85 quay đầu mặc vừa, chốt trên mã hồng 99k cho em. 99k lên trên mã hồng size 2XL, E85 mặc vừa. Tối hôm tôi rồi, khi nào nhân viên định thì chị, nhân viên báo cho nhá, công chúa heo. Rồi size 2XL, E85 mặc vừa. E85 mặc vừa lên trên mã hồng, con này trên mã chốt trên mã hồng nhá. Lên trên mã hồng size 2XL, E85 mặc vừa, lên trên mã hồng nhá. Mã hồng kèm blue số trên mã, chốt trên mã hồng này. Lên trên mã hồng. Mã hồng kèm mã kèm số trên nhá. Rồi, áo dài này ngắn đấy. Rồi, lên cho chị con này size XL cho em nào. Size XL, E80 mặc vừa. Con này dành cho chị nào dưới 1m55 thôi. Cô nào mà dưới 1m55 thôi, tại vì cái con này dài ngắn cho em nào. Dành cho chị nào dưới 1m55. Rồi cái này dành cho chị nào dưới 1m55 cho em là size 1XL, E80 mặc vừa. Tức là chị nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em này. Dưới 1m55 cho em. Chị nào lấy comment chốt cho em A406 cho em là A406 nên size XL. E80 là mang vừa cho em nha các chú. A406 cho em là size XL, E80 mặc vừa. Rồi E80 mặc vừa lên cho em A406 cho em. Chốt cho em A406 nha. A406 size XL, E80 mặc vừa. Chốt cho em A406 cho em ạ. Size M chị được, chị đợi giữa like được không? Giữa like sẽ đủ size. Bây giờ em đang xả mấy cái hàng lẻ size. Giữa like mới đủ size chị nha. Mới về luôn, mới ba đẹp luôn. Rồi con này size XL cho em nào. Size XL E80 là mặc vừa cho em nào mày chế ơi, size XL. E80 mặc vừa size XL A242 cho em nào, chốt cho em A242. Size XL E80 mặc vừa A242 cho em nào. Size XL E80 mặc vừa, chốt cho em A242. Chốt cho em A242 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt cho em A242 nha. A242 kèm mã kèm số cho em là size XL. E80 quay đầu là mặc vừa. A242 cho em nào. Chốt cho em A242. 242 này, 406 chị Tuyên Chu này. 406 chị Tuyên Chu nha. 406 chị Tuyên Chu này. Em còn 242 này. Rồi con này size 4XL, size to mặc vừa cho em là size 4XL. E100 mặc vừa. Rồi con này size 4XL, E100 mặc vừa lên trên mặt to, size 4XL, E100 mặc vừa. Size 4XL, E100 mặc vừa lên trên mặt to. Rồi lên trên mặt to. Rồi lên trên mặt to và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt to nha các chị ơi. Đợi em xíu đấy. Lên trên mặt to. Nguyễn Thị Linh nhồn tên này. Rồi,
chị Nguyễn Thị Linh này, Nguyễn Thị Linh nhồn đơn này, Nguyễn Thị Linh nhồn đơn này. Rồi đó là 99k áp dụng chia sẻ 3 này các chị ơi. Chốt đi ạ. Rồi lên cho chị con này size 2XL cho em ạ. Rồi size 2XL E85 mặc vừa cho em nào mấy chị ơi, size 2XL. Size 2XL E85 mặc vừa cho em nhá. Rồi size 2XL E85 mặc vừa này. E85 mặc vừa cho em nha mọi người. A201 cho em là 99k, A201 cho em nhá. A201 99k kèm mã kèm số cho em là size 2XL. E85 quay đầu mặc vừa cho em ạ. Size 2XL E85 mặc vừa cho em ạ. A201 cho em các cháu. Chốt cho em A201 99k cho em. 99k A201. A201 99k kèm mã kèm số cho em là A201 99k nhá. A201 99k. Rồi lên cho chị một con hồng siêu đẹp này, size S mặc vừa nha mọi người. Con này size S là mặc vừa cho em nha. Tầm 40-48kg mặc vừa, size S mặc vừa cho em là 40-48kg mặc vừa ha. Rồi mã to chị Nguyễn Thị Thu này, mã to chị Nguyễn Thị Thu. Rồi size S mặc vừa cái hồng đẹp, cái hồng xanh đẹp. Rồi con này size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa, bao xuất sắc luôn. Con này cho em là size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa, size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em nha mọi người. 40-48kg mặc vừa. Lên cho em mã A105 nha mọi người nhá. Lên cho em mã A105 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em mã A105. A105 size S mặc vừa 40-48kg mặc vừa cho em nào. 40-48kg mặc vừa. Lên cho em A105. Chốt cho em A105. A105 kèm mã kèm số cho em nào. Lên cho em A105 size S mặc vừa. A105 kèm mã kèm số trên nào các chị ơi. Lên cho em A105 size S mặc vừa nhá. A105. A105 kèm mã kèm số trên nào. Cái vàng sau size gì? Rồi từ từ em sẽ em sẽ like con canh sau nha mọi người ơi. Con canh sau hình như có đủ size nên lát rồi em sẽ lên. Con canh sau có đủ size lát rồi em sẽ lên chế ơi. Rồi lên cho chị đây một con đỏ siêu đẹp luôn cho em nào. Con này size XL. E80 mặc vừa, tức là chị nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em nha mấy chế ha. Rồi 55-60kg mặc vừa, một con đỏ siêu đẹp như này cho em mà chỉ có 99k thôi. Áp dụng đầu like chia sẻ bài các chị ơi. Hôm qua chỉ có áo hoa xanh. Chưa phải S. Bên em đang điện để chị Nguyễn Thanh Nho, bên em đang điện nhá. Rồi con này lên cho em A521 cho em nào, chốt cho em A521 nhá. A521 kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em là A521 cho em nào. Con này là size XL E80 mặc vừa cho em nhá. E80 mặc vừa, chị nào muốn lấy thêm quần, khi nào nhân viên điện cho các chị báo cho nhân viên lấy thêm quần cho các chị size gì và màu gì cho em nhá. Rồi màu đỏ A15 này. Mọi người ơi chốt mã kèm số điện thoại cho em và áp dụng phải là người chia sẻ bài mới có giá 99k chiều nhá. Rồi con này lên cho em A521 cho em là size XL. E80 mặc vừa A521 cho em là 99k A521 nhá. Rồi A521 chốt cho em là A521 99k. 105 bên chú chị Lưu Thị Thúy. Mày cái này còn không có ghi giá 99 này. Có, nó ghi chân chân ấy mà. Nó ghi chân vật, chân mì mà. Ghi luôn đi chị. Bảo nó ghi mà không ghi cho. Lát chả biết bậc nào 99k đâu. Rồi size XL này, rồi 521 cho chị Ngờ Hoan dồn đơn này, 521 chị Ngờ Hoan dồn hơn này. 521 chị Hờ Ngoan dồn đơn, ngoan ngờ Hoan dồn đơn này. Rồi con này size XL cho em là size 2XL E85 mặc vừa này. Rồi size 1XL E85 mặc vừa. Ủa hôm nay à bé, vô đây. Rồi kết bạn với mình nhé bạn ơi, chị vô kết bạn và không chị vô theo dõi lên cái trang này, em đang like này ha. Tại vì bên em đang like nói chung là like sẽ like thường xuyên bên trang này nha chị nha. Rồi con này size XL E80 mặc vừa cho em là size 1XL E80 mặc vừa, size 1XL E80 mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em A206 cho em ạ. A206 nha các cháu, A206 99k thôi mình chế ha. 99k A206 size XL E80 mặc vừa A206 cho em ạ. Chốt cho em A206. A206 99k, A206 99k kèm mã kèm số cho em. A206 99k, A206 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi. Rồi vải gì vải lụa thà chị ơi. Hàng bên em là hàng 3D là vải lụa thà cho em nào. Rồi lên cho chị một con đẹp size S mặc vừa này. Tầm bộ 50 rồi thì nào tầm 40-48kg mặc vừa cho em nào. 40-48kg mặc vừa. Như thì thấy chốt đỏ rồi kêu không mua đỏ kêu. Rồi con này size S mặc vừa tầm 40-48kg mặc vừa cho em nào. 40-48kg mặc vừa size S mặc vừa ha. Rồi con này chị nào tầm 40-48kg mặc vừa cho em. Rồi 40-48kg mặc vừa. Rồi 40-48kg mặc vừa lên cho em A113. Rồi 40-48kg mặc vừa. A206 này cho chị Tuyên Chu này. A206 chị Tuyên Chu này có đấy. Rồi con này lên cho em A113 cho em ạ.
Rồi con này size S mặc vừa, 40 từ 48 ký mặc đẹp cho em ạ. 40 48 ký mặc đẹp. 40 từ 48 ký mặc đẹp. Chốt cho em A113. 40 48 ký mặc vừa, A113 cho em ạ. A113 40 48 ký mặc vừa, size S mặc vừa, A113 cho em ạ. Lên cho em A113 các chị ạ. Chốt cho em A113 này. A113 kèm mã kèm số cho em nào các chị ạ. Lên cho em A113 nha. A113 sẽ mặc vừa, A113 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị size M này. Size M là mặc vừa con này cho em là một con vàng size M cho em ạ. L76 quay đầu mặc vừa size M, tức là chị nào tầm 45 tới 50 kg mặc vừa cho em nha. 45 tới 50 kg mặc vừa size M, 45 tới 50 kg mặc vừa lên cho em mã vàng ha. Lên cho em mã vàng size M 50 kg L72. Rồi size M 50 kg L72 mặc vừa lên cho em mã vàng con này cho em nào. Lên cho em mã vàng size M là mặc vừa lên cho em mã vàng. Size M là mặc vừa chốt cho em mã vàng. Mã vàng và kèm luôn số cho em là size M mặc vừa chốt cho em mã vàng ha. Vàng kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em chốt cho em vàng nha. Rồi em lên cũng lên cho chị mua luôn. Con này size M cho em nào. Size M 50kg L72. Rồi size M 50kg L72 là một con hoa bị ngạn cho em ạ. Rồi con này size M 50kg L72 mặc vừa cho em ạ. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em nhá. Size M 50kg L72 chốt cho em A12. A12 99k thôi các chị ơi. A12 99k này. Mọi người comment mã kèm số điện thoại luôn cho em là có đơn và phải áp dụng là người chia sẻ các chị ơi. Không chia sẻ không chốt được hàng nhá các bạn phố Thúy ơi. Rồi con này lên cho em A12. A12 99k chốt cho em A12 kèm mã kèm số cho em luôn các chị ơi. Lên cho em A12 99k chốt cho em A12 cho em nào. A12 99k A12 kèm mã kèm số cho em nào. Áp dụng là chia sẻ bài 99k thôi các chị ơi. A12 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt hàng kèm mã kèm số cho em là có đơn các chị ơi. Vàng em chốt của chị Thanh Hoang. Mã vàng chị Thanh Hoang rồi mình có. Mã vàng chị Thanh Hoang này. Rồi lên cho chị con này sẽ S mặc vừa nha mọi người. Sẽ S mặc vừa. Tầm 40 tầm 48 ký mặc đẹp cho em nào mày chế ha. Rồi mã vàng của chị Thanh Hoang rồi. Rồi em sẽ chốt cho chị nào mà lên số cho em. Và hiện mình là người chia sẻ. Chị nào không chia sẻ bài em sẽ không bàn giá với giá 99k đâu. Tại vì cái hàng này em đã xả rồi. Có qua có lại, tương tác có qua có lại. Em xả cho các chị với giá đó. Các chị phải áp dụng là chia sẻ bài cho em. Rồi mã vàng em hết rồi. Con này sẽ S mặc vừa. 40 từ 48 ký mặc đẹp cho em nào. 40 48 ký mặc vừa. Lên cho em A208 nha mọi người. A208 sẽ S mặc vừa. A208 sẽ S mặc vừa. A208 kèm mã kèm số cho em nha. Rồi lên cho mấy chị một con màu xanh này. Con này bạn ở dưới 3D hình cộng hình chim cho em nha mấy chị. Con này là size 2X L85 là vừa cho em. L85 là vừa cho em. Họ ai lấy con này comment cho em là A77 99k nha mấy chị. A77 99k L85 quay đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A77 99k. A77 99k em còn A77. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con họa tiết hoa văn này mấy chị. Con này size 2X cho em luôn nha mấy chị. Con này L85 quay đầu là vừa cho em ha. L85 quay đầu là vừa 99k nha mấy chị. 99k L85 quay đầu là vừa. À lấy con này comment cho em là A593 99k nha mấy chị. L85 quay đầu là vừa cho em size 2X. À lấy con này comment cho em là A593 99k. Rồi chấm mai lên trên nào các chị ơi. Chị nào thấy em ạ, thấy em thì cho em một nút chấm nè. Rồi em lên cho chị một con hoa rút này, một con hoa nhí rút cho em nào. Rồi đẩy mạnh lực view cho em nào mấy chị ơi. Con này size M mặc vừa cho em nhá. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em nào. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em nhá các chị ơi. Size M 50kg L72 mặc vừa nhá. Rồi 50kg L72 mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em mẹ A544 cho em ạ. 99k chốt cho em A544 cho em ạ. A544 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho em A544. A544 99k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi em lên cho mấy chị một con tím là size 2X cho em nha mấy chị. Một con tím là size 2X cho em mấy chị ha. Con này là L85 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. L85 quay đầu là vừa cho em nè. A lấy con này comment cho em là A122 hả? A122 99k nha mấy chị. L85 quay đầu là vừa cho em. A lấy con này comment cho em là A122. A122 99k hả? Rồi, lên màu vàng E80 rồi, lát rồi sẽ lên E80 chị ơi, chấm mai lên cho em nào. Chấm mai lên cho em nào mấy chị ơi, rồi em lên cho chị con này size 2XL cho em nào. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho em nhá. Rồi size 2XL E85 mặc vừa cho em nào. Size 2XL E85 mặc vừa cho em nào. Size 2XL E85 mặc vừa chị nào lấy comment chốt cho em là A57 cho em. 99k A57 cho em nào. A57 99k kèm mã kèm số cho em nhá. Lên cho mấy chị một con màu xanh này size nhỏ này mấy chị. Con này size M cho em mấy chị ha. Con này L72 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. L72 quay đầu là vừa cho em nè. A lấy con này comment cho em là A539 cho em nha mấy chị. A539 99k hả?
72 của đầu là vừa size M. Ai lấy con này comment cho em là A539 99k hả? Rồi, tương tác mạnh tay cho em nào các chị ơi. Đẩy mạnh lực view cho em nào. Rồi lên cho chị con này size M mặc vừa này, 50kg eo 72 cho em nha. 50kg eo 72 là mặc vừa size M cho em này. 50kg eo 72 là mặc vừa size M cho em. Chị nào lấy comment chốt cho em ạ hồng nha. Lên cho em ạ hồng size M mặc vừa, 50kg eo 72 mặc vừa chốt cho em ạ hồng. 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em ạ hồng nha. Hồng và kèm luôn số cho em nào, chốt cho em ạ hồng 50kg eo 72 này. Chốt cho em ạ hồng nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xanh hoa này size 2X cho em nè mấy chị. Con này eo 850 đầu là vừa cho em nha mấy chị. Eo 850 đầu là vừa cho em nè. Con này là xanh hoa cho em nè mấy chị. Lấy con này comment cho em là A580 99k nha mấy chị. A580 99k. Eo 80 đầu là vừa cho em, 850 đầu là vừa cho em. Lấy con này comment cho em là A580. Rồi 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em nào mấy chị ơi. Rồi em lên cho chị con này nha. Rồi A539 chị Ý Lan Trương này. Con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em nhá. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em nào. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa chốt cho em A568 cho em là 99k cho em à. 99k nhanh tay cái cho em like cỡ tầm mấy phút nữa là em nói chung là không có giá này nữa đâu các chị ơi. A568 cho em là 99k. 99k A568 cho em à. Rồi em lên cho mấy chị một con hoa này size nhỏ này mấy chị, size S cho em nè mấy chị. Một con hoa này mặc lên siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị ha. Màu nhã nhặn cho em nè mấy chị, mặc lên mát mẻ cho em luôn ha. Rồi con này 40-8kg là vừa cho em nha mấy chị. 40-8kg là vừa cho em nè, size nhỏ size S cho em nha. Lấy con này comment cho em là A547 A547 99k nha mấy chị. 40-8kg bắt đầu là vừa. A580 cho chị Đỗ Ngọc. Lấy con này comment cho em là A547 99k mấy chị ha. Con này size S cho em nè. Em lên cho chị một con vàng nha mọi người, có 3XL luôn chị ơi, có 3XL luôn. Rồi em lên cho chị một con vàng đẹp cho em ạ. Rồi con này size XL cho em nha các chị ơi. Con này size XL eo 80 mặc vừa cho em ạ. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa cho em nha các chị ơi. Size XL eo 80 mặc vừa cho em, eo 80 mặc vừa A560 cho em nhá. Rồi A560 kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em ạ. A560 size XL eo 80 mặc vừa cho em ạ. A560 99k chốt cho em A560. A560 99k kèm mã kèm số cho em ạ. A560 nè. Rồi lên cho mấy chị một con cam hoa này mấy chị. Con này size 2X cho em mấy chị ha. Con này là eo 850 đầu là vừa cho em nè mấy chị. Eo 850 đầu là vừa cho em ha. Lấy con này comment cho em là A519. A519 99k nha mấy chị. Lấy con này comment cho em là A519 99k. Eo 850 đầu là vừa cho em ha. 560 cho chị Huy Hồng Nguyễn. Rồi chấm mày lên cho em nè. Rồi con này size L mặc vừa này bao nhiêu bộ ạ? Rồi từ em nói trời chung bây giờ 99k đầu like các cháu. Rồi size L eo 76 quay là mặc vừa, eo 76 quay là mặc vừa luôn. Cái này size L eo 76 mặc vừa cho em ạ. Một con hoa bỉ ngạn cho em ạ. Size L eo 76 quay là mặc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ hoa bỉ ngạn cho em nhá. Rồi size L eo 76 mặc vừa, lên cho em ạ hoa bỉ ngạn này. Rồi lên cho em ạ hoa bỉ ngạn cho em ạ. Size L eo 76 mặc vừa, lên cho em ạ hoa bỉ ngạn cho em. Size L eo 76 mặc vừa, lên cho em ạ hoa bỉ ngạn này. Rồi lên cho mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con vàng là size XL cho em nè mấy chị. Con này eo 80 quay đầu là vừa cho em mấy chị ha. Eo 80 quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. Một con vàng là lên siêu đẹp cho em nè mấy chị ha. Con này siêu đẹp cho em. Con này eo 80 quay đầu là vừa. Lấy con này comment cho em là A401 cho em nha mấy chị. A401 99k hả? A401 99k cho em. Eo 80 quay đầu là vừa cho em nè. Size 1X cho em. Lấy con này comment cho em là A401 99k. Eo 80 quay đầu là vừa. Rồi lên cho chị con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em là size M nhá. 50kg eo 72 mặc vừa, 45-50kg mặc vừa. Rồi 45-50kg mặc vừa chốt cho em ạ. 45-50kg là mặc vừa. Lên cho em ạ B kèm luôn số cho em ạ. 45-50kg mặc vừa. Lên cho em ạ B. Lên cho em ạ B kèm mã kèm số cho em nha mọi người. Lên cho em ạ B này. Rồi con này size M 50kg eo 72 cho em nè. 50kg eo 72. Eo 93 hả? Eo 93 có luôn trời ơi. Eo 93 hay là 93kg chị nè. Có eo 93 luôn trời ơi. Nói chung là eo từ 1X tới 5X đều có hết nha. Eo của chị nào từ 60 tới 100 đều có hết nha mọi người. Rồi con này size M. Rồi 401 Nguyễn Thị Linh dồn đơn. 401 Nguyễn Thị Linh. Rồi con này size M 50kg eo 72 mặc vừa chị Uki. Chị có dán giá được không? Bây giờ 99k thì khó dán. Khó
không dám, nhưng mà đến lúc nỡ rồi lai 3D nữa, khỏi khi trời ơi chị không kỳ lắm rồi, xong mà biết được giá 99k, có ghi ở ngoài luôn, có ghi ở ngoài, ghi ở trong luôn. Ý là đến là giá 99k hỏi đi cả giá khác mình đi được không? Chị rảnh quá, lát rồi lai nhiều vậy xong chị ghi nổi. Rồi lên che mạc bi, con này cho che mạc bi này. Rồi mạc bi cho chị Bích Nguyễn Thị dồn đơn này. Mạc bi chị Bích Nguyễn Thị dồn đơn này. Bình Nguyễn Thị cho lộ Bình Nguyễn Thị dồn đơn này. Để lát là khỏi chi luôn. Đấy bây giờ mình chị đồng lai mình ghi, mình ghi vô trong mặt để mình biết. Cái lát mình sao khỏi ghi được. Lát mình đặt để trong máy ra khác thì phải ghi. Người ta có in biết đó. Giá mà rồi đây nha mấy chị, một con size to này mấy chị, con này size 5x cho em nha mấy chị, con này size 5x cho em nè mấy chị, con này em 100 quay đầu là vừa cho em mấy chị ha, em 100 quay đầu là vừa nè, ở phía dưới của nó là 3D hình con chim cho em nha mấy chị. À đấy con này comment cho em là A78 cho em nha mấy chị, size to cho em nè, em 100 quay đầu là vừa, size 5x. A lấy con này comment cho em là A78 99k mấy chị ha, A78 99k cho em. A lấy con này comment cho em là A78. Rồi rồi chấm mai lên cho em nào mà chị ơi, đẩy mạnh lục view cho em nào. Rồi em lên cho chị một con kích tân này, lấy cho chị một con kích tân đẹp nhá. Đó, cái này phải kích tân, một con xanh coban để nó ra khỏi kia, tại vì giá niêm yết rồi này, chẳng nó trăm mấy em phải ghi, em không ghi sao được. Còn giá niêm yết luôn đấy, niêm yết là phải rồi. Con này lên sao cho các chị một con size L, lát là khỏi kia nữa. Size L L76 quay là mặc vừa cho em nào. Size L L76 mặc vừa lên trên mặt xanh có ban. Rồi size L L76 mặc vừa lên trên mặt xanh có ban, kèm lưu số cho em ạ. Lên xe cho em mặt xanh có ban và kèm lưu số cho em mặt size L L76 quay là mặc vừa lên trên mặt xanh có ban. L76 quay là mặc vừa chốt trên mặt xanh có ban. Xanh có ban và kèm lưu số cho em mặt size L L76 quay là mặc vừa lên trên mặt xanh có ban, chốt trên mặt xanh có ban. Rồi đây cho mấy chị một con ha. Một con này đẹp nè mấy chị, con này size 2X cho em mấy chị ha, con này đẹp cho em là size 2X. Con này L85 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị, L85 quay đầu là vừa cho em nè, ở phía dưới 3D hoa cho em nha mấy chị. Dưới tà là 3D hoa cho em mấy chị ha, con này L85 quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A92 99k nha mấy chị, ai lấy con này comment cho em là A92 99k. Mã kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ha, 99k mã kèm số điện thoại. Ai lấy con này comment cho em là A92 L85 quay đầu là vừa cho em. Rồi mã xanh có ban này, mã xanh có ban chị Tùng Loan, mã xanh có ban chị Tùng Loan nè. Rồi lên cho chị con này size 2XL, L85 quay đầu mặc vừa trên là size 2XL, L85 mặc vừa trên nhá. Rồi size 2XL, L85 mặc vừa trên là size 2XL, L85 quay đầu mặc vừa trên là size 2XL, L85 mặc vừa. Lên cho em A519 cho em ạ, chốt cho em A519 nhá. Lên cho em A519 kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Lên cho em A519 đấy. Rồi size có ban em hết rồi nhá. Rồi A519 cho em ạ, size 2XL, L80 mặc vừa cho em nào. Rồi con này là size 2XL L85, tức là chỉ là tầm 60-65kg mặc vừa. Lên cho em A519 đến 99k thôi các chị ơi, 99k A519 cho em nhá. Rồi 99k lên cho em A519, con này size 2XL L85 mặc vừa. Lên cho em A519, 99k A519 kèm mã kèm số cho em. Lên cho mấy chị một con xanh này mấy chị, một con xanh hoa mỹ ngạn này cho em nè mấy chị, con này mặc lên sáng da cho em nè mấy chị ha, con này mặc lên sáng da cho em nè mấy chị, size L cho em, L76 cái đầu là vừa cho em nha mấy chị, L76 cái đầu là vừa cho em nè mấy chị, ở phía dưới tà của nó là 3D hoa mỹ ngạn cho em mấy chị, dưới tà của nó là 3D hoa mỹ ngạn nè, L76 cái đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A401 A401 99k nha mấy chị, ai lấy con này comment cho em là A401 99k, L76 cái đầu là vừa, size L cho em. L76 quay đầu, lấy con này comment cho em là A401 kèm size chụp số điện thoại cho em. Rồi đây cho chị một con kích tân rời cho chị này, đồng giá xả hôm nay đồng giá luôn cho chị này, 99k đầu la luôn các chị ơi. Rồi con này size cho là L80 là mặc vừa cho em nha mọi người ha. Rồi con này size cho là L80 là mặc vừa cho em nè, hoa bị ngạn 401 này mọi người, chốt mã kèm số cho em là Tùng Loan này rồi. 401 còn không chị? 401 còn đây, của Đỗ Ngọc. 401 Đỗ Ngọc. Rồi con này của Đỗ Ngọc. Rồi con này dành cho chị nào mặc size XL L80 mặc vừa, Đỗ Ngọc rồi mà có đơn. Rồi con này dành cho chị nào L80 có đơn rồi. L80 qua rồi mặc vừa. L80 mặc vừa, size XL L80 mặc vừa thêm nhá. Rồi size XL L80 mặc vừa nhá. L80 mặc vừa. Lên trên mặt cách tân kèm luôn số trên mặt 99k luôn các chị ơi. 99k chốt trên mặt cách tân này. Cách tân 99k, cách tân 99k kèm mã kèm số trên nhá. Lên trên mặt cách tân 99k, lên trên mặt cách tân kèm mã kèm số trên nào. Rồi con này dành cho chị yêu nào mặc size XL L80 mặc vừa, lên trên mặt cách tân 99k chốt trên mặt cách tân.
Rồi đây nha mấy chị, một con nu hoa nè mấy chị, con này size M cho em mấy chị ha, một con nu hoa size M cho em nè mấy chị. Con này eo 72 qua đầu là vừa cho em nha mấy chị, eo 72 qua đầu là vừa cho em nè. Ai lấy con này comment cho bạn nu hoa mã nu 99k nha mấy chị, eo 72 qua đầu là vừa cho em size M. Ai lấy con này comment cho bạn nu mã kèm số điện thoại cho em ha, nu nu 99k kèm số điện thoại cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em mã nu nu 99k. Rồi chào Mai lên trên nào mấy chị ơi. Rồi mã cách tân này, mã cách tân chị Tuyên Chu dồn. Mã cách tân chị Tuyên Chu dồn. Rồi con này size L mặc vừa cho em nào mọi người. Con này dành cho trẻ yêu nào mặc size XL, size L, eo 76 tức là chị nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em mặc cách tân xanh này, lên trên mặc cách tân xanh 99k luôn cho em này. 99k lên trên mặc cách tân xanh. Dành cho trẻ yêu nào cỡ tầm, dành cho chị yêu nào cỡ tầm mặc size XL, eo 80 là mặc vừa cho em nào, lên trên mặc cách tân xanh 99k cho em nhá. Rồi cách tân xanh 99k kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em mặc size XL. Eo 80 mặc vừa mã nu chị Đỗ Ngọc này. Rồi con này size XL, eo 80 mặc vừa lộ size L. Eo 76 quay là mặc vừa size L, eo 76 mặc vừa, chị nào lại comment chốt cho em mặc cách tân size 99k cho em nào. Rồi đây cho mấy chị một con cách tân màu rồi đây cho mấy chị một con màu hồng dạng hồng sữa cho em nè mấy chị, con này size 4 một ít cho em ha. Hồng phấn. Rồi con này là eo 80 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. Eo 80 quay đầu là vừa cho em là ai lấy con này comment cho em là A12. A12 99k nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A12. A12 99k kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. Rồi chấm mai lên cho em nào mấy chị yêu ơi, chị nào thấy em nào. Rồi chấm mai lên cho em à. Xanh nhỏ là xanh gì? Đây hả? Xanh nhỏ là xanh gì chị ơi? Comment đúng mã cho em với nào. Rồi lên cho chị một con cách tân size S mặc vừa này. Cách tân màu nâu quá hả? Cách tân màu nâu quá hả? Không có rồi chị ơi. Rồi con này size S là mặc vừa cho em nha mọi người. 40-48 kg mặc vừa cho em ạ. Một con cách tân tím cho em nào. Rồi con này size S mặc vừa 40-48 kg mặc đẹp cho em nhá. 40-48 kg mặc vừa. A593 cho em là chốt cho em A593 size S mặc vừa. 40-48 kg mặc đẹp cho em ạ. A593 cho em nhá. Rồi 99k A593 cách tân Hồng Nguyễn Thị Linh dồn đơn. Rồi con này 5A593 cho em ạ. A593 99k chốt cho em A593 này. A12 là A12 đó. A12 đó. Rồi ok chị này. Rồi đem cho mấy chị một con. Con này size 1X cho em nè mấy chị. 3D hình lá cờ Mỹ cho em nè mấy chị. Con này 3D hình lá cờ Mỹ cho em nè mấy chị. Con này em 80 qua đầu là vừa cho em nha mấy chị. Em 80 qua đầu là vừa cho em nè ha. Ai lấy con này comment cho mã lá cờ ha, mã lá cờ cho em nha chị. Em 80 qua đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã lá cờ, mã lá cờ Mỹ cho em mấy chị ha. Con này là hình lá cờ Mỹ cho em nè. Ai lấy con này comment cho mã lá cờ, lá cờ em 80 qua đầu là vừa 99k. Ai lấy con này comment cho mã lá cờ, lá cờ 99k cho em nha chị. 99k cộng số điện thoại cho em mấy chị ha. Lá cờ càng ngày càng xuống view vậy, càng ngày càng xuống view vậy. Rồi lên cho chị con này size 3XL nè. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa cho em nha mấy chị ơi. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa cho em nào. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt nu. Rồi size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa chốt trên mặt nu. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt nu nhá. Size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa chốt trên mặt nu. Lên trên mặt nu kèm luôn số cho em ạ. Chốt trên mặt nu này. 49 kg em xem máy áo chị được chốt có vừa không? Trời ơi. Hồi nãy giờ bọn em like, bọn em có đọc số căn số ký hết rồi mà. Chị không nghe hả chị? Chị nghe mã mà chị không nghe hả chị Đỗ Ngọc? Coi thử cái size của chị Đỗ Ngọc. Rồi lên cho mấy chị một con trắng nè mấy chị. Một con trắng là size 1X cho em mấy chị ha. 1X cho em nha mấy chị. Con này eo 80 cái đầu là vừa cho em mấy chị ha. Eo 80 cái đầu là vừa cho em nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A539. A539 cộng số điện thoại cho em mấy chị ha. A539 cộng số điện thoại cho em 99k. Eo 80 cái đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A539. A539 ha. Em khổ với chị quá à. Sao mà chị chốt chị do chị không nghe mã hay sao thế? Chị không nghe mã hay sao à, chị không nghe cái sai hay là sao chị này? Chị nghe được cái chị à, chốt cho lạ rồi cái... xong chị mới hỏi. 539 em chốt chị Thành Tú lên. Rồi lên cho chị đây con này sai nhỏ mặc vừa Thành Tú lên làm gì để có lớn. Chốt hàng lên số đi chị Thành Tú Lê ơi.
Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tầm 48 ký mắc vừa cho em ạ. 40 48 ký mắc vừa nha. Rồi 40 tầm 48 ký mắc vừa. 40 48 ký mắc vừa lên cho em A547 cho em nào, chốt cho em A547 này. Lên cho em A547 này, 539 ý Lan Trương này. Các chị chốt hàng các chị nghe rõ cái size giùm em với các chị yêu nha. Nghe rõ cái giùm size cho em với em có báo rõ rồi các chị rồi. Em có báo rõ với các chị rồi. E75 chứ chị không nghe rõ chị Đỗ Ngọc ơi. Chị cần tốt size là size gì đâu không không á. Đâu có chị mặc vừa cái size nào đâu. Em có báo số eo, số cân, số ký rồi, đến lúc chị nhận hàng là các chị đảm bảo em là gửi cái size gì đâu mà size không vừa với chị. Cái đó là do tự tự động chị chốt này. Chốt tới size XL. Size M sao chị mặc vừa? Có size M không? Có size L nữa. L rồi M rồi chọn tới 3 size chị mặc sao vừa? Rồi A541 cho em à. A547 chứ lộ, A547 chị Tuyết Bùi này. 539 nha, có 539 không? 539 tốt rồi, có ý 539. Rồi lên cho mấy chị một con cắt thăm size nhỏ này cho em này. Mấy chị con này sẽ cho em nha. Mấy chị 40-48kg là vừa cho em. Rồi thì nghe rõ cái eo với chị ơi. 40-48kg là vừa cho em này. Mấy chị ai lấy con này comment cho em ạ. Cắt thăm ha, cắt thăm 99k nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em ạ. Cắt thăm 99k, 40-48kg bắt đầu là vừa cho em size S nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em ạ. Cắt thăm kèm số điện thoại cho em ha. Cắt thăm kèm số điện thoại cho em 99k mấy chị hả? Giờ xả tới xả lui nói chung là mất công lắm. Các chị nghe rõ dùm size cho em với, nghe rõ cái eo với. Đừng có thấy đẹp rồi chốt. Nó có đâu có đủ size đâu mà cái size chọn tới 3 size mình mặc size L mà chọn tới 3 size lận. Rồi lên cho chị đây con này size S mặc vừa, size M mặc vừa, khi trên áo nó size S nhưng mà thực chất là size M. 50kg E7245 tới 50kg mặc vừa cho em nha mọi người. Rồi con này size M, 50kg E72 mặc vừa. 50kg E72 mặc vừa, chị nào lại comment chốt cho em ảnh nu con này cho em ạ. Lên cho em ảnh nu, chốt cho em ảnh nu, lên cho em ảnh nu kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em ảnh nu nha, lên cho em ảnh nu đâu phải em không có báo sai đâu. Lên cho em ảnh nu, chốt cho em ảnh nu kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con size của ban này. Size tối 2XL, nghĩ sao? Nghĩ sao mà có 49kg mà chọn tới size 2XL đâu phải là em không báo sai đâu chứ. Rồi con này size 2 chứ là E85 mặc vừa cho em nè. Size 2 chứ là E85 mặc vừa cho em nè. Rồi chốt cho chị Tùng Lan luôn đi. Xả của chị Đỗ Ngọc ra hết đi. Của chốt cho chị Tùng Lan. Rồi con này, con này size 2 chứ là E85 quay đầu mặc vừa. E85 mặc vừa cho em nè. Rồi E85 quay đầu mặc vừa cho em là size L. E85 quay đầu mặc vừa nha. E85 quay đầu mặc vừa size 2 chứ là E85 mặc vừa. Chị nào lấy comment A407 cho em này. Em có báo rõ rất là rõ luôn cái size cái eo luôn rồi. Các chị nghe rõ giùm em với rồi hạn chốt. Rồi A407 cho em là size 2 chứ là E85 quay đầu mặc vừa. A407 cho em nào mọi người ha. Rồi size 2 chứ là E85 quay đầu mặc vừa. Lên cho em A407, cho em A407 kèm mã kèm số điện thoại luôn cho em A407 các chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con màu tím cà cho em này mấy chị. Con này size 2 cho em ấy hả? E85 quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. E85 quay đầu là vừa cho em ấy hả? Một con màu tím cà cho em nè. E85 quay đầu là vừa. Mã nu cho chị Ly Nguyễn. Ai lấy con này comment cho em là A143 cho em nha mấy chị. A143 cho em là E85 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. A143 99k E85 quay đầu là vừa cho em mấy chị hả? Ai lấy con này comment cho em là A143 kèm số điện thoại cho em mấy chị hả? Kèm số điện thoại cho em nè. Rồi chấm mai lên trên nè. Rồi ok rồi, từ từ em sẽ lên con canh nha chị ơi. Vậy eo chị mà mặc em size nhiêu vậy em? Là sao chị Nguyễn Khoa? Bây giờ các chị cứ đo cái vòng eo của mình. Nếu chị nào mà muốn chắc chắn chốt hàng đúng size vừa với mình thì các chị cứ comment cái số eo. Cứ comment số eo, nếu chị nào không biết số eo thì các chị comment cho em nè. Comment cho em là cái chiều cao, với lại cái chiều cao và cân nặng của chị này. Size 2 chứ là 407 cho chị bà Dosia này. Bà Docasi gì đó. 407 à? Rồi em xả luôn của chị rồi chị Đỗ Ngọc ơi. Rồi con này size M, 50kg E72 mặc vừa. 50kg E72 mặc vừa. 50kg E72 mặc vừa. 50kg E72 mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em mà đỏ này. E72 đổ lại là mang đẹp cho em. 50kg E72 đổ lại là mang đẹp cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em mà đỏ kèm luôn số cho em mà chốt cho em mà đỏ E72 mặc vừa. Lên cho em mà đỏ E72 đổ lại là mặc vừa. Lên cho em đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em đỏ. Đây size M đây chị Bình Nguyễn Thị ơi, chốt luôn con này cho em đi nè, bao đẹp luôn. Lên cho em mà đỏ size M. Chốt cho em mà đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Cái này size M chị Đỗ Loan ơi, Tùng Loan ơi. Chị mặc size gì? Rồi lên cho em mà đỏ kèm luôn số cho em ạ. Rồi em lên cho mấy mà đỏ chị Nguyễn Phương này, Nguyễn Phượng này. Rồi em lên cho mấy chị một con trắng đẹp cho em nè mấy chị. Một con trắng đẹp này size S cho em mấy chị ha. Con này 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị.
40 tuôn 8 tiếng đầu là vừa nè. A lại con này comment cho mã trắng đẹp cho em nha mấy chị. Trắng đẹp kèm số điện thoại cho em bây giờ 99k. A lại con này comment cho mã trắng đẹp 99k. 40 tuôn 8 tiếng đầu là vừa. A lại con này comment cho mã trắng đẹp bây giờ, trắng đẹp kèm số điện thoại cho em. À chị mua cho thuê hả? Vậy chị mua cho thuê là em không có bỏ sỉ nữa đâu chị ơi. Tại vì cái giá này là em giả giá sale rồi nha. Nếu mà chị chốt nhiều, chị cọc cái cho em cái cạc rồi em chốt tiếp cho chị nha. Chị Tùng Loan ơi, đơn trên 500k chị cọc cái cho em 100k. Em đúng rồi 100k, 99 ngàn chị ơi. Không phải 100k mà 99k. Rồi size mặc vừa 50kg L72 mặc vừa, 50kg L72 mặc vừa. Tại vì bên em sẽ chốt rất là kỹ cho các chị luôn. Thấy mà các chị chốt nhiều size, các chị nào mà chốt nhiều mà chốt nhiều size là bên em sẽ hạn chế chốt, sẽ hạn chế chốt cho các chị. Tại vì nhiều lúc các chị về chốt, nhiều chị thì chốt về mặc, nhiều chị thì chốt về mặc, nhiều chị thì chốt về cho thuê, mà bọn em đâu có biết là các chị cho thuê hay là chị cho mặc, nên là bên em sẽ chốt cái score, cái size của các chị như nào. Rồi không, không chốt cho chị Đỗ Ngọc nữa, mặc size L mà tự nhiên đi chốt size F, không nghe rõ cái size chị Đỗ Ngọc, em không chốt cho chị nữa đâu. Rồi con này dành cho chị nào mặc size M 50kg L72 mặc vừa lên cho em A521, chốt cho em A521. 50 kg quay là mặc vừa A521 trên mà size là size M. Size M L76 quay là mặc vừa. Size M L76 quay là mặc vừa. Không của chị Nguyễn Phương trước, em like bằng hai máy chị ơi. Rồi L76 mặc vừa A521 trên mà L76 mặc vừa. A521 L76 mặc vừa A521. Cái đó áo dài mới, áo dài cũ bên kia à? Áo dài thì áo dài ở bên kia kìa. Rồi lên cho mấy chị một con này size L cho em nha mấy chị. Con này size L cho em nè mấy chị. Con này L76 bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. L76 bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A56899K nha mấy chị. A56899K cho em mấy chị ha. 99K cho em nè. L76 bắt đầu là vừa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A568. A568 cho em nha mấy chị. Từng đâu mình mua, từng đâu mình mua mình mặc đi làm. Từng đâu mình mặc mình mua đi làm. Rồi lên cho chị một con nu nữa này các chị này, lên cho chị một con nu cổ cao này các chị này. Rồi cách tân đi em, rồi từ từ em lên cách tân này chị này, lên cách tân chị nhé. Rồi ok, từ từ em lên cách tân nha chị ơi. Rồi L76 mặc size gì? L76 chị mặc size L cho em chị Quyên Trần Thủ Thị ơi. Nếu chị nào mà không biết cái size thì các chị cứ comment cái vòng eo này em lên à, em ấy cho. Rồi con này dành cho chị nào mặc size M. L76 quay là mặc vừa này. 568 chốt mã lên số cho em nào mọi người. Con này size M. Rồi L76 quay là mặc vừa size M cho em nhá. L76 mặc vừa size M cho em nào. L76 mặc vừa size M A205. Chốt cho em A205. Rồi A205 chốt cho em A205. Nhưng mà bây giờ chị cọc cạc cho em. Cọc cạc trước em mới chốt chị Tùng Loan ơi. Bây giờ chị chốt nhiều, chị chốt nhiều chị không cọc cạc là em. Nói chung là em hạn chế chốt những chị chốt nhiều. Đơn trên 500k ở bên em bắt buộc là phải cọc cạc và chuyển khoản trước em gửi hàng chị yêu nha. Thông cảm giúp em là như vậy. 568 chị Nguyễn Hạnh. 568 chị Nguyễn Hạnh. Chưa có đơn. Rồi chị nào đấy có mặt A205 chốt mã kèm số điện thoại luôn cho em. A205 99k thôi các chị yêu này, size M 50kg L72 mặc vừa. A205 cho em size S size M đều ok cho em này. Như em là em thường thường là em chỉ mặc có size S thôi, nhưng mà con này em mặc cũng được luôn. Tại vì cái phần eo này, phần trên thì nó nhỏ, nhưng mà phần dưới này phần eo này nó rộng rộng ha. Size S size M mặc vừa A205 cho em là A205 nha. Rồi lên cho mấy chị một con cách tăng kiếm cho em nè mấy chị. Con này size M cho em mấy chị ha. Con này L72 của đầu là vừa cho em nha mấy chị. L72 của đầu là vừa cho em nè. Ai lấy con này comment cho em là A580 ha. A580 L72 của đầu là vừa cho em nha mấy chị. A580 99k. Ai lấy con này comment cho em là A580 kèm số điện thoại cho em luôn nha mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho em là A580 99k. L72 của đầu là vừa cho em ha. Rồi bây giờ em kết thúc 99k nha các chó. Bây giờ em kết thúc 99k này. Không, rồi bây giờ em kết thúc live 99k. Bây giờ em sẽ bắt đầu live với giá bình thường các chị yêu nha. Rồi hôm nay em sẽ báo giá trên từng con nha mọi người nha. Em sẽ báo giá trên từng con này. Rồi cách tân size L, cách tân size L cái nào. Quyên Trần Thị này chốt hàng lên số cho em chị nè. Bây giờ em sẽ live báo giá trên từng con cho các chị nha. Rồi bây giờ em bắt đầu live luôn mấy chị yêu ơi. Rồi rồi lên cho chị một con này, một con hoa xanh siêu đẹp luôn trên này các chị ơi. Một con hoa xanh siêu đẹp luôn trên này. Con này có đủ size cho các chị lựa chọn từ size S tới size 2XL, cứ comment mã kèm size điện thoại luôn trên nha các chị ơi. Bỏ giá các bạn xem. Rồi, cái này còn ở đâu, đâu có khỏi kia dán vô được áo nữa đâu. Liêm yết ở ngoài rồi mà. Ờ nó ghi rồi. Rồi con này
Em có đầy đủ size cho chị lựa chọn luôn nha mọi người nhá. Rồi, 53kg, 1m62, 53kg được không chị? Dạ không, chị mặc size lò cho em, chị Trinh Neo ơi. Rồi, con này em có đủ size cho chị lựa chọn luôn nha. Bây giờ em có đủ size lựa chọn cho các chị luôn này. Giá thì em sẽ báo giá trên từng con cho các chị luôn nha. Hàng 3D, hôm nay sẽ có hàng 3D, bao gồm hàng 3D này. Hoa nhì 4 tà cho em, bộ 3D mà bộ 4 tà luôn cho em nha. Đây là em sẽ báo giá trên từng con cho các chị nha. Rồi, con này thì em có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Từ size S này, từ không size S này, em có size S nha mọi người, size XL, size L và size XL trừ size M ra. Con này em có size S từ size S tới size 2XL lên trên mã A01. Lên trên mã A01 kèm size, kèm số luôn trên ạ. Một con xanh coban siêu đẹp như này, phần phía trước phần phía sau trên là quá là đẹp luôn ha. Lên trên mã A01 kèm size trừ size M ra. Em có size S tới size 2XL cho các chị lựa chọn ha. Từ size S tới size 2XL, chị nào lấy comment chốt trên mã A01. A01 kèm size kèm số trên ạ, 149k. Hàng 3D các chị ơi, hàng 3D hôm nay sẽ là 149k. Rồi 149k lên cho em mã A01 kèm size, kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em các chú ơi. Lên cho em mã A01. A01 kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em ạ. 149k hàng 3D nha mọi người nhá. Lên cho em mã A01 kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi ok. Đúng rồi chị Minh Điều ơi. Rồi A01 kèm size, kèm số luôn cho em các chú nha. A01 kèm size, kèm số này. 149k hàng 3D cho em hôm nay nha mọi người nhá. 149k hàng 3D với lại hàng chân là sẽ là 149k. Giá em nói thật luôn, ba giá trên toàn Facebook cho các chị luôn. Đầu like hồi nãy chỉ là em lấy tương tác thôi chứ không có lời lãi nha mọi người nhá. Rồi A01 kèm size là mọi người ha, trừ size M ra. Em có từ size S tới size 2XL cho các chị lựa chọn luôn. Lên cho em mã A01 149k. Chốt cho em A01 kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em mà. Chốt cho em A01 cho em nhá. Rồi chị khi tới em chốt cái đầm màu đen mà chị bất like. Bây giờ em bỏ cái. Là sao chị Nguyễn Ánh nhá, em không biết là cái gì luôn á. Chị đang nói gì nè. Ừ, lên luôn. Rồi A01 cái cho chốt cho em A01. A01 kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em các chú ơi. Lên cho em A01 nhá. A01 kèm mã, kèm size, kèm số luôn cho em ạ. Ơi. Rồi em lên cho mấy chị một con 3D bốn tà này cho em nè mấy chị. Con này size M cho em nè mấy chị ha. Con này là siêu đẹp cho em không nè mấy chị. Con này là hàng 4 tà cho em mấy chị ha. Hàng 3D bốn tà cho em nha mấy chị. Hàng 3D bốn tà bên em là hôm nay xả cho mấy chị giá 299k thôi mấy chị ha. Kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Con này em có size bao gồm là size L,
Size L, size XL và 2XL cho em ạ. Size L thì eo 76 quay đầu là mặc hồ cho em. Còn size XL eo 80 quay đầu là mặc hồ cho em. Còn size 2XL thì eo 85 quay đầu mặc hồ cho em nha mọi người nhá. Comment mã kèm size kèm số cho em ạ. Toàn bộ phần phía cổ cho em là đính ngọc và tay đính ngọc cho em như này ha. Size 1XL bao gồm size L, 1XL và 2XL chốt cho em mã xanh. Mã xanh và kèm size kèm số điện thoại luôn cho em. Cái cháu màu rêu mặc cực kỳ sáng xa luôn cho em. Lên cho em mã size kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nhá. 149k các chị ơi, 149k nhá. 58kg chị mặc size XL cho em. Lên cho em mã xanh, chốt cho em mã xanh kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi em lên cho mấy chị một con đen siêu đẹp nè cho em nè mấy chị ơi, một con đen siêu đẹp nè cho em nè mấy chị. Đen cực kỳ sáng da cho em luôn nha mấy chị. Con này em có hai size cho mấy chị ha. Con này em có size M và size L nha mấy chị. Con này em có size M và size L cho em mấy chị ha. Con em đang mặc là size M nha mấy chị. Em 72 quay đầu là vừa, em có hai size M và L. Rồi con này mặc lên siêu sang cho em luôn nè mấy chị, siêu sang cho em luôn mấy chị ha. Ai lại con này comment cho mã sang nha mấy chị. Mã sang 149k. Size treo này size L cho chị Hương đồng nội nè, Hương đồng nội nè. Rồi Hương đồng nội theo size là 149k, cứ comment cho chị Hương đồng nội là ok cho em ạ. Rồi lấy lấy con này comment cho mã sang mấy chị ha. Mã sang 149k cho em nè mấy chị coi phía dưới của nó 3D hình cong cong cho em mấy chị ha, xinh đẹp cho em luôn nè. Ai lấy con này comment cho mã sang mấy chị ha. Mã sang cho em nè có hai size M và L. Ai lấy con này comment cho mã sang cộng size cộng số điện thoại cho em chị ha, size cộng số điện thoại cho em ha. 149k ai lấy con này comment cho em mã sang có size M và size L. Rồi em sẽ lên cho chị đây một con hoa nhí vàng nha mọi người nha. Con hoa nhí này trên canh phim nè. Con hoa nhí này trên canh, bé coi size chị đấy. Con hoa nhí này trên canh này, size 2X nè. Size 2X nè. À cái này cổ tròn. Cổ cao. Cổ cao. Không, cái đó cổ tròn khác. Rồi lên cho chị một con cổ cao. Con này em chỉ có hai con thôi mình chị ơi, đúng duy nhất hai con thôi. Cả trên canh là size M, còn cả em đang mặc là size 2 lộc. Chúc chị Hương Ngô. Rồi size M sang size M cho chị Hương Ngô. Rồi mã sang size M cho chị Hương Ngô này. Rồi mã xanh size 2XL cho chị Đặng Thị Ngọc Nga. Xanh size 2XL chị Đặng Thị Ngọc Nga này. Coi thử size 2XL, coi thử bé, coi thử size 2XL. Sang size L cho chị Hương đồng nội dồn đơn. Sang size L, sang size L Hương đồng nội dồn đơn này. Rồi Đặng Thị Ngọc Nga này, xanh bỏ vô. Cái này là 2XL. Cái này xanh 2XL. N. 2X nè, 2X của chị Đặng Thị Ngọc Nga. Đặng Thị Ngọc Nga bỏ vô. Rồi Hương đồng nội nè, Hương đồng nội nè, sang size M. Sang size M. Rồi con này em có hai size, đúng hai size thôi. Size M với lại size 2XL cho em nha mọi người nhá. Rồi, không, khác cổ. Rồi con này em có hai size nha mọi người nhá. Em có hai size cho em, lên cho em ạ vàng. Đúng rồi, cái đó size M cho em nè. F. Em có size 2 size, size S và size 2XL lên cho em ạ vàng ha. Rồi sang size M Nguyễn Thanh Hoa. Rồi sang size M chị Nguyễn Thanh Hoa. Rồi chị nào lấy comment chốt cho em ạ vàng kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em. Con này là hoa nhì bốn tà cho em. Các chị ơi đây hoa nhì bốn tà, chị nào hóng hoa nhì bốn tà cho em này. 189k nguyên như này các chị ơi. Một nguyên nói chung là hàng bốn tà đương nhiên sẽ mắc sẽ cao hơn so với cái hàng kia các chị ơi nha. Rồi bốn tà cho em nha, hoa nhì bốn tà chốt cho em ạ vàng kèm size S hoặc là 2XL cho em 189k các chị ơi nha. 189k lên cho em ạ vàng kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Size S hoặc là size 2XL lên cho em ạ vàng kèm size 1 size S hoặc là 2XL cho em ba đẹp luôn nha các chị ơi. Hàng cổ cao cực kỳ ít ở bên em, cực kỳ ít luôn các chị ơi. Nên là các chị nào tranh thủ chốt cho em, chất liệu vải cực kỳ mềm mịn luôn cho em các chị ơi này, và rũ luôn cho em nhá, nặng và rũ luôn cho em ạ. Lên cho em ạ vàng kèm size kèm mã kèm size kèm số luôn cho em ạ. Em có size S và size 2XL, lên cho em mã vàng kèm size S hoặc là size 2XL chốt cho em ạ vàng kèm size nha mọi người nhá. Lên cho em ạ vàng kèm size kèm số cho em luôn ạ. Rồi em lên cho mấy chị một con trắng 3D này size L cho em mấy chị ha. Con này em có hai size cho em nè mấy chị. Size L và size M cho em nha mấy chị ha. Size L và size M. Con em đang mặc size L. 276 cái đầu là vừa cho em nha mấy chị. 276 cái đầu là vừa cho em nè. Ai lấy con này comment mã trắng hoa cho em nha mấy chị. Mã trắng hoa cho em 149k. Ai lấy con này comment cho mã trắng hoa 149k kèm size kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. Con này em có hai size L và M. Ai lấy con này comment cho mã trắng hoa cho em 149k. Trắng hoa kèm size kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. 149k. Rồi lên cho chị một con size siêu đẹp luôn trên này. Rồi chấm mai lên trên là có kèm quần không nhỉ? Cái này không, em tính quần riêng chế ơi. Chứ bây giờ em tính theo nguyên bộ. Cái nào nguyên bộ thì em sẽ báo cho các chị nguyên bộ luôn. Rồi lên cho chị con này đủ size cho chị này. Rồi bao gồm size S này. Size gì? Có L hả? Rồi bao 4 size 2
XL cho chị bà Rosa Casi dồn đơn này. Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người, lên cho chị một con đẹp trên nè. Rồi con này là size cho em nè, con này là size bao gồm em có là S này. Không có XL, XL, 2XL. Rồi, từ size S tới size 2XL, con này em có đầy đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Lên trên mà A02 kèm size kèm mã kèm số điện thoại luôn trên ạ. Lên trên mà A02 các chị yêu nha, A02 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn trên ạ. Bao gồm size S này, size M, size L và size 2XL luôn trên ạ. Lên trên mà A01, A02. Lên trên mà A02 kèm size kèm số trên ạ. S, M, L, XL và 2XL trên. Lên trên mà A02, chốt trên mà A02 kèm mã kèm size kèm sai kèm số trên. Lên trên mã A02 kèm mã kèm sai kèm số luôn trên. Các chơi ba đẹp luôn trên. Đây phần phía tay trên ạ, 149k thôi các chiều nha. 149k lên trên mã A02 kèm mã kèm sai kèm số điện thoại luôn trên ạ. 149k kèm mã kèm sai kèm số điện thoại luôn trên. Các chơi lên trên mã A02 kèm mã kèm sai kèm số ba đẹp luôn các chiều ơi. 149k một chiếc thôi, lên trên mã A02. A02 kèm mã kèm sai kèm số luôn trên ạ. Rồi em lên cho chị Hoa Nhí này. Hoa nhì bốn tạ, SML XL cho em nha các cháu. Một con hoa nhì đẹp ha. Rồi bao nhiêu cái và em có bảo giá trên từng con. Con này em có size SML, XL và 2XL luôn trên này các chị này. Bốn tạ, hoa nhì bốn tạ cho em nha các cháu. Cổ tròn trên này, hoa nhì bốn tạ lên cho em ạ. A03 kèm mã kèm size kèm số cho em ạ. 189k, 189k con này cho em ạ. A02 size S Mai Trung Trần. A02 Mai size S cho chị Mai Trung Trần có đâu rồi. Rồi con này dành cho chị nào. A02 size 1XL này cho chị Đoàn Thị Thanh Thủy này. Rồi con này size SML và XL, 2XL luôn cho em ạ. Con này 4 tà, hàng 4 tà sẽ cao hơn so với lại hàng 1 tà cho em. 189k nha các cháu, 189k. 189k lên cho em ạ. A03 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em các cháu. Phong cực kỳ đẹp như này cho em ạ. Họa tiết là hoa nhí như này cho em ạ. Họa tiết hoa nhí đây, chị nào hóng cái họa tiết hoa nhí này lên cho em ạ. A03 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em có đầy đủ size cho chị yêu luôn nha. Lên trên mã A03 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nào. Lên trên mã A03 kèm mã kèm size kèm số luôn cho em nhá. Rồi con này em có size SML và XL luôn cho chị này. Một con ba đẹp luôn trên nào. Một con cam ba đẹp nha mọi người. A02 em còn mã các chị ơi. Rồi con này lên cho chị cho nào. Rồi lên cho chị đây. Ba đẹp luôn trên nha mọi người. Con này em có size SML và XL cho em. SML rồi A03 size S cho chị Mai Dung Trần. Rồi con này dành cho chị nào mặc 3 size cho em này, SML và XL cho em nhá. Rồi SML, XL lên trên mặt cam. Lên trên mặt cam kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. SML và XL cho em. Lên trên mặt cam, chốt trên mặt cam kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nhá các chơi. Bao gồm em có size S, size M, size XL nha mọi người nhá. SML và XL. Lên trên mặt cam, chốt trên mặt cam kèm size SML và XL cho em nhá các chơi. Ba đẹp luôn cho em như này. Lên trên mặt cam, mã cam kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nha các cháu. Lên trên mã cam này, chốt trên mã cam kèm size SML và XL cho em nha các cháu. Lên trên mã cam 149k, em quên báo 149k lên trên mã cam, chốt trên mã cam 149k. Mã cam kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn trên mã cam. Cam kèm mã kèm size kèm số ạ, 149k thôi mấy chị ơi. 149k mã cam kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nào. Rồi em lên cho chị con này size L mặc vừa này. Rồi con này size L mặc vừa, các cháu size L mặc vừa. Eo 76k là mặc vừa, một con chim hạc cho em nào. Lên trên mặt chim 149k mặt chim. Rồi size L mặc vừa, eo 76k đều là mặc đẹp, chốt trên mặt chim 149k cho em. 149k lên trên mặt chim. Rồi con này là size L, eo 76k là mặc vừa lên trên mặt chim. 149k lên trên mặt chim, size L mặc vừa nha các chị ơi. Size L mặc vừa lên trên mặt chim 149k size L. Eo 76 mặc vừa lên trên mặt chim 149k cho em. 149k lên trên mặt chim. Lên bộ đi ta. Chim và kèm luôn số chim và chốt chim và chim này. Con này xem rồi. Rồi em đem cho mấy chị một con đỏ đỏ trơn đính ngọc cho em này mấy chị. Một con đỏ đô này siêu đẹp cho em mấy chị ha. Con này là mũ và tay đính ngọc cho em nha mấy chị. Con này em có con này em có 2 size nha mấy chị. Con này em có 2 size. Rồi cam mấy cái lời cho chị Phương Thảo. Rồi con này em có 2 size cho em nha mấy chị. Con này là size M và L, M, L và XL. Ai lấy con này comment cho mã đỏ cho em nha mấy chị ha. Mã đỏ cho em nè mấy chị. Con này mặc lên siêu sáng da cho em luôn mấy chị ha. Con này mặc lên siêu sáng da cho em luôn nè mấy chị. Cổ và tay đính ngọc cho em ha. Con em đang mặc là size L, eo 76 cái đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho mã đỏ. Đỏ cộng size cộng số điện thoại cho em mấy chị ha. 149k. Ai lấy con này comment cho mã đỏ. Đỏ cộng size cộng số điện thoại cho em 149k. Có size M, L và
XLA lấy con này comment cho mã đỏ ha, mã đỏ tổng size là số điện thoại cho em. Rồi lên cho chị nguyên bộ nha các cho đây, chị nào mà thích nguyên bộ như này cho em hốt luôn cho em nguyên bộ như này các chị ơi. Siêu đẹp luôn cho em chị, con này em chỉ còn đúng 2 size thôi, size M và size XL cho em nha. Em chỉ còn đúng 2 size M và XL cho em như này, quần là quần hoang. Rồi comment mã kèm size kèm số cho em ạ. Lên cho em mã bộ 1, bộ 1 kèm size kèm số cho em nha mọi người. Lên cho em mã bộ 1 259k nguyên bộ như này kèm quần luôn cho em nha các chị ơi. Kèm quần như này luôn cho em. Đây khoản tiết pha kèm quần như này cho em nè. Lên cho em mã bộ 1 kèm size kèm số cho em 259k một bộ như này cho em nè. 249k này, 259k cho em các chị ơi, 259k. Comment mã cho em bộ 1 kèm size kèm số cho em. Em bao gồm em có size M, size M, size XL và 2XL cho em. Lên cho em mã bộ 1. Lên cho em mã bộ 1 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Bao gồm em có size M, XL và 2XL cho em nha các chị ơi. Lên cho em mã bộ 1 kèm size kèm số điện thoại luôn cho em 259k cho em nào. 259k lên cho em mã bộ 1 kèm mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Lên cho em mã bộ 1 bao gồm có size M và size XL, 2XL cho em nha các chị ơi. Lên cho em mã bộ 1 này. Cái quần nói chung là cái họa tiết đây, họa tiết viền hoa như này cho em nào. Rồi có màu khác luôn trẻ ơi. Rồi con này lên cho em mã bộ 1 nhá. Lên cho em mã bộ 1 này. Bộ 1 size XL cho chị Trần Đào này. Bộ 1 size XL cho chị Trần Đào. Rồi em còn bộ 1 nhá. Em còn bộ 1 size M và size 2XL cho em. Lên cho em mã bộ 1 259k ghi luôn trên mọc 259k cho em nè. Rồi mã đỏ 52kg này. Đỏ 52kg cho chị Bình Nguyên. Đỏ 52kg này. Đỏ 52kg này. 52kg là mặc size L, size 52kg không có đâu chị ơi. Eo của chị bao nhiêu này? Đỏ 149 dồn đơn. Comment size cho em nè mọi người ơi. Comment phải size cho em nè. Mã đỏ size 50. Đỏ 55 vừa không em. Các chị ơi nghe rõ cái size cho em với. Em chỉ còn size cái đỏ, em chỉ còn size XL với lại size M thôi. Size L hả? Rồi ok size L. Rồi đỏ size L này chốt hàng tôi lên số cho em đi nào. Rồi Bình Nguyên ok chị Bình Nguyên kéo số ở trên này. Rồi mã đỏ đô size L của chị Bình Nguyên rồi nha. Em hết đỏ size L, em chỉ còn đỏ size M và size XL cho em nè. Rồi em còn bộ 1 nhá. Em còn bộ 1, chị nào lấy comment chốt cho em bộ 1 kèm size M hoặc là 2XL cho em 259k. Rồi đỏ size 1XL như Nguyễn chốt hàng lên số cho em chị Như Nguyễn ơi. Mọi người ơi comment mã kèm số điện thoại cho em với nè. Comment mã kèm số cho em nếu chị nào không muốn chốt lộn hàng, comment mã kèm số cho em nè. Rồi đỏ size 1XL như Nguyễn chốt hàng lên số cho em nha chế ơi. Thúy Hồng Nguyễn không vừa chế ơi. Rồi em lên cho chị một con trơn này, hàng trơn 4 tà cho em nha mọi người. Trơn 4 tà cho em nè. Rồi lên cho chị hàng trơn 4 tà cho em nhé, cho hàng trơn 4 tà. Con này là size S mặc vừa cho em nè mọi người. Kiểu tay là tay phồng cho em như này các chị ơi, siêu đẹp luôn cho em nè. Đây, kiểu tay là tay phồng cho em, bé coi chị tay này nè. Rồi SML bao gồm SML siêu xinh luôn cho em. Trời ơi, nhìn cái phong thôi đã mê rồi mọi người ha. 48kg tùy theo vào chiều cao của chị nữa chị Huệ Hoàng ơi. Nếu chị cao 1m55 đổ lên chị mặc size S cho em. Chị cao dưới 1m55 thì chị mặc size M cho em chị ơi. Rồi con này 4 tà cho em đây. Em mặc là em mặc size S này, bao đẹp luôn cho em. Bao gồm mã size SML. Em là XL cho em nè. Rồi chân 4 tà biết bao nhiêu trời. Rồi SML và XL cho em nha mọi người. Chị nào lấy comment chốt cho em mã cam kèm size kèm mã kèm size kèm số luôn cho em ạ. Lên cho em mã cam kèm size kèm số cho em 149k nhá. 149k. Trời ơi, siêu đẹp luôn cho em, chỉ có 149k thôi mọi người ha. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em mã. Lên cho em mã cam, chốt cho em mã cam kèm mã kèm size kèm số cho em mã SML và XL cho em các chị ơi. Lên cho em mã cam, con này em có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. SML và XL cho em. Tay là tay phồng như này cho em nè. Rồi mã dồn đơn cái gì chị Như Nguyễn rồi. Ok chị Như Nguyễn này. Rồi lên cho em mã cam kèm mã kèm size kèm số cho em chốt chị Như Nguyễn cho. Rồi rồi rồi. Rồi lên cho em mã cam kèm mã kèm size kèm số cho em nè. Trời ơi siêu đẹp luôn cho em. Tay là tay phồng như này các chị ơi. Lên cho em mã cam nhá. Chốt cho em mã cam kèm mã kèm size kèm số cho em SML và XL cho em 149k. Dạ eo 71 chị mặc size M cho em chị Lệ Thủy ơi. Eo 71 chị mặc size L cho em 149k con này các chị ơi, 149k cho em. Mã cam size M chị Hương Ngô. Em còn mã cam chị nào lấy comment chốt cho em mã cam kèm mã kèm size kèm số cho em. Lên cho em mã cam nhá. Chốt cho em mã cam em còn đủ size cho chị SML và XL cho em nào. Lên cho em mã cam kèm size bao đẹp luôn cho em. Tay là tay phòng nhá. Trời ơi em nói thật luôn quá xuất sắc luôn. Chị nào mà không chốt này quá là tiếc luôn. Cam size M cho chị Hương Ngô rồi.
nghĩ sao mà các chị không chốt này. Rồi cam size S cho chị mắt biết cười, cam size S cho chị S mắt biết cười. Rồi em hết cam size S, em chỉ còn size L và XL. Em còn size cam, size L và size XL. Lên cho em ạ, cam L hoặc là XL cho em ạ. Rồi size S của chị mắt biết cười rồi, size S của chị mắt biết cười rồi nhá. Cam chốt size lên số cho em, lên size lên số chị Trang Thủy ơi, chốt cho em kèm size cho em nào. Lên cho em ạ, cam kèm mã kèm size kèm số cho em siêu đẹp như này cho em nào. Rồi em qua mẫu nhá. Lên cho em ạ, cam cam này cho chị mắt biết cười, size S mặc vừa này. Em còn size L và size XL, trời ơi. Em không chả biết là size cái đó đẹp như thế mà chị không chốt hả? Rồi lên cho mấy chị một con vàng 3D này, mấy chị con này size M cho em mấy chị ha. Con này có một size cho em này. Con này có một size cho em thôi mấy chị ha. Con này A72 quay đầu là vừa cho em này mấy chị. Con này A72 quay đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này bận lên siêu đẹp cho em luôn này mấy chị. Con này mặc lên siêu đẹp cho em luôn này. À lấy con này comment cho mã vàng ha. Mã vàng 149k nha mấy chị. Vàng 149k kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. 149k mã cộng số điện thoại cho em 149k. Rồi mã cam size L, mã cam size L chị Trang Thùy. A72 quay đầu là vừa cho em nhé chị. Con này A72 quay đầu là vừa cho em nè. Lấy con này comment cho mã vàng ha. Cam size L chị Trang Thùy này. Rồi cam size S em hết rồi. Kịp thì Hàng của chúng ta cũng là một hình chính nữa. Hàng đây này. Rồi lên cho chị con này size S mặc phù. Trời ơi tay là tay phồng trên, quá là đẹp luôn. Và họa tiết hoa này. Đó có đính hoa cho em như này các chiếu ơi. Rồi con này em bao gồm em có size S nha mọi người. Rồi size S, size L, size M cho em là SML thôi các chị ơi. Em chỉ có đúng 3 size SML đẹp. Cam size L chị Trang Thùy rồi nha. Rồi con này lên cho các chị này. Lên cho em mà đỏ kem size nha mọi người. SML cho em quá là đẹp luôn các chị ơi. Tay là tay phồng như này cho em nha mọi người. Tay là tay phồng cho em như này. Và đính hoa trước ngực ngay đứng đính hoa trước ngực như này cho em. Lên cho em mà đỏ kem size SML cho em nha mọi người. Lên cho em mà đỏ kem size SML bao gồm 3 size các chị ơi. 149k. 149k lên cho em mà đảo kèm size kèm số đi thỏa luôn cho em SML nha mọi người nhá. Chỉ có đúng 3 size nhanh tay chốt này. Không thì chậm tay thì hết nè các chị ơi. Lên cho em mà đảo kèm size SML cho em quá là đẹp luôn, chỉ có 149k thôi. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Lên cho em mà đảo kèm size. Rồi size L đảo chị Trang cho chị Thắm Lily. Đảo size L chị Thắm Lily rồi em còn đảo size M và size S cho em nhá. Chị nào lấy comment chốt cho em mà đảo kèm size này. Rồi đảo size S cho chị mắt biết cười rồi. Ok em còn đúng một size thôi, em còn đúng size M. Em chỉ còn đúng size M thôi, em chỉ còn đúng size M. Chị nào lấy comment chốt cho em đảo kèm size nhá. Rồi đảo kèm size M cho em nha mọi người. Đảo kèm size M, em còn đúng size M thôi. Rồi đảo size S cho chị mắt bích cười dồn đơn nhá. Đảo size S cho chị mắt bích cười dồn đơn. Rồi em còn đảo nhá cho, em còn đảo nhá. Em còn đảo size L ha. Rồi con này đúng duy nhất một con này. Em lên con này cho chị đúng duy nhất một con này. Đảo size L cho nhiều miếng mà hết rồi. Rồi đảo size L em hết rồi nha. Em còn đảo size M thôi. Rồi em lên cho chị một con đảo này. Rồi đỏ size L em hết rồi chị ơi. Đỏ size L em hết rồi. Em còn chị em chỉ còn đỏ size M thôi. Em chỉ còn đỏ size M thôi. Rồi con này cũng ba đẹp, chả khác gì luôn chị ơi. Con này size 1XL cho em nào. Rồi size 1XL 149k luôn cho em ạ. Đỏ size M chị Thanh Nguyễn. Con này 4 tà cho em nha các chị ơi. 4 tà đồng giá luôn 149k cho em. Thanh Nguyễn thì mới có đơn. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa cho em nào. Eo 80 mặc vừa cho em nha các chị ơi. 149k. Lên cho em A79 cho em 149k chốt cho em A79 nhá. Rồi em hết đỏ các chị ơi. 149k lên cho em A79 4 tà cho em như này size XL. Eo 80 mặc vừa các chị hãy nghe rõ cái size cho em nha mọi người rồi hãng chốt nha. Rồi size XL eo 80 là mặc đẹp cho em quá là xuất sắc luôn cho em ạ. 149k 4 tà cho em như này. Đây, cái phần tay giờ tay phồng cho em là quá là xuất sắc luôn cho em nè các chị ơi. Size XL eo 80 mặc vừa chốt nhanh tay cho em ạ. A79 cho em. A79 nhá, đỏ size M em hết hàng nhá, mà đỏ em hết hàng, em chỉ còn size XL. Eo 80 mặc vừa A79 cho em 149k cho em nào. 149k lên cho em ạ. A79 kèm số luôn cho em nào, chốt cho em A79 kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mấy chị một con hoa 4 tà này mấy chị. Con này em có 3 size mấy chị ha. Con này rồi con này em có 3 size nha mấy chị. Con này em có size S, M và size XL cho em mấy chị ha. Con này là hàng 4 tà cho em nha mấy chị. Con em đang mặc là size M cho em nè mấy chị. A72 quay đầu là vừa. À lấy con này comment cho em là mã A01 mấy chị ha. A01 cho em hàng 4 tà cho em nha mấy chị. Hàng này là hàng 4 tà cho em mấy chị ha. 189 cho A lấy con này comment cho em. Ai lấy con này comment cho em là A01 cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. A01 kèm size kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. ML với XL cho em có 3 size ML với XL. 189 cho A lấy con này comment cho em là A01. A79 là cái đỏ thôi rồi. SM A79 size XL cho chị Thanh Nguyễn Thị Ngọc một con.
Rồi ai lấy con này comment cho mã đỏ, đỏ cộng size cộng số điện thoại cho em cái gì ha. SM, SM và XL. Con chị cái này size này, sẽ màu vàng. Rồi A79 em hết rồi nha, em sẽ báo giá trên từng con các chị ơi, em sẽ báo giá, có báo giá trên từng con cho các này, cho các chị này. Rồi size L, rồi S này. S, M, L, XL. Rồi, đây một con màu vàng bao xin cho chị lựa chọn luôn. Trời ơi, em nói thật luôn, hàng hôm nay quá là mê luôn các chị ơi. Chị nào mà không chốt ngày hôm nay quá là quý luôn các chị ơi. Con này em có đủ size cho các chị SML và XL cho em, chốt cho em mã vàng kèm size. Form cực kỳ đẹp luôn cho em. Đây, bốn tà luôn nha mình chế ha. Cực kỳ đẹp luôn cho em này. Em có size SML và XL cho em, chốt cho em mã vàng kèm size. Con này là bốn tà cho em các chị ơi. SML và XL cho em chỉ có 149k một chiếc thôi. 149k ở đâu rẻ bằng các chị ơi. Hàng này là hàng mới cho em ạ. Các chị nghĩ sao? Hàng áo dài bên em hàng mới các chị ơi, hàng còn nguyên trong bọc trên này chứ không phải hàng si. Các chị nên khái niệm hàng si với lại hàng si với lại hàng mới các chị ơi. Hàng si là hàng của nước ngoài, còn áo dài của mình làm sao mà có ở nước ngoài, người ta nói chung là hàng áo dài là áo dài của Việt Nam, làm sao mà có của nước ngoài được. Rồi con này em có đủ size cho chị này, size S, size M, size XL cho em nha mọi người. Chốt cho em mã vàng kèm size, kèm mã, kèm size, kèm số cho em ạ. Hôm nay em nói thật luôn, hàng về bao đẹp cho các chị luôn. Lên cho em mã vàng kèm size, kèm mã, kèm size, kèm số cho em SML và XL cho em nha các chị ơi. Lên cho em mã vàng kèm size, nhanh tay chốt liền cho em ạ các chị ơi, bốn tà như này cho em ạ. Lên cho em mã vàng kèm size SML và XL cho em ạ. Rồi SML và XL chốt cho em mã vàng ha, mã vàng kèm size SML và XL cho em ạ. Chốt cho em SML và XL 149k một chiếc thôi. Lên cho em mã vàng kèm size SML và XL cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con này nè, mấy chị một con xanh hoa này cho em mấy chị ha, một con màu xanh này cho em nè mấy chị. Con xanh này mặc lên siêu sáng da cho em luôn nè mấy chị ha, con xanh này mặc lên siêu sáng da cho em luôn. Con này em có 3 size nha mấy chị. Con này em có 3 size SM với XL cho em nha mấy chị. Size màu cho chị Thanh Hoa, bàn size màu cho chị Thanh Hoa. Rồi con này mặc đó là mã gì vậy? Bàn đây này. Rồi, con này em có 3 size cho mấy chị ha. Con này mặc lên siêu sáng dài cho em luôn nè mấy chị. Mặc lên siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị ha. Con này em có 3 size SM và XL cho em mấy chị ha. Lấy con này comment cho mã xanh. Mã xanh cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. 149k mấy chị ha. 149k. Lấy con này comment cho mã xanh. Xanh cộng size cộng số điện thoại cho em. Xanh cộng size cộng số điện thoại. Rồi, bàn size M hết rồi chị ơi. Bàn size M em hết rồi. Một cái nó một size thôi mình chị ơi. Đủ size như thế thôi. Rồi, em mới đủ size này. Ai lấy con này comment cho mã xanh mấy chị ha, xanh cũng size cũng số điện thoại cho em. Con em đang mặc cái size S nha mấy chị. Size S là 40 tốn 8 cái đầu là vừa mấy chị ha, 149k. Ai lấy con này comment cho là mã xanh, xanh cũng size cũng số điện thoại cho em. Size S, M và XL mấy chị ha. Ai lấy con này comment cho mã xanh, xanh cũng size cũng số điện thoại cho em 149k. Rồi em lên cho chị bộ này. Rồi lên cho chị bộ nha. Rồi vàng này, vàng size S cho chị Thu Nguyễn nha. Vàng size S cho chị Thu Nguyễn này. Hết 2XL rồi chị Vui Ngôi. Cái đó hết 2XL rồi. Rồi lên cho chị nguyên bộ nha mọi người. Nguyên bộ như này giá sẽ cao hơn các chị ơi. Siêu đẹp luôn cho em ạ. Vàng cả bộ, à hả shop vàng cả bộ. Không, cái đó là không có bộ. Khi nào mà có bộ như này thì em có báo đây. Cái này như con này thì nguyên bộ cho em này. Nguyên bộ như này sẽ là 259k một bộ cho em như này nha. Rồi bao gồm em có size S này. SML màu khác rồi. Size M. Size M cho ai? Size M chị Phương Thảo dồn đơn à. Rồi con này em có size S nè. Size M và rồi con này em có đủ size từ S tới 2XL luôn cho em ạ. Lên cho em ạ bộ này. Chốt cho em ạ bộ 2. Lên cho em ạ bộ 2 kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ bộ 2 nha các chị ơi. Lên cho em ạ bộ 2 259k nguyên bộ như này đây. Bao gồm cả quần như này cho em nha các chị ơi. 259k cho em nào. Em có size như các chị ơi. Em có size S tới size 2XL. Lên cho em ạ bộ kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. 259k nguyên bộ như này. Nguyên bộ như này các chị không cần phải phối quần gì nữa ha các chị ơi nha. Tại vì có quần như này rồi. Ba đẹp cho các chị luôn. Chị nào mà hay đi, chị nào mà làm MC nó thuộc luôn mấy cái bộ như này ba đẹp cho các chị luôn ạ. Rồi lên cho em ạ bộ 2 kèm size kèm số cho em ạ. Em có size S tới size 2XL cho chị luôn. Size S tới size 2XL lên cho em ạ bộ kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nào mà chế ha. Lên cho em ạ bộ 2 kèm size này, bao gồm size S, size M, size XL và 2XL. Lên cho em ạ bộ 2 kèm size 259k nguyên bộ như này các chị ơi. Nguyên bộ thêm cả quần thêm nữa này. 259k thôi mình chế ơi. Lên cho em ạ bộ kèm size kèm số luôn cho em ạ. Chốt cho em ạ bộ 2. Lên cho em ạ bộ 2. Bộ 2 kèm mã kèm size
kiềm số luôn cho em ạ, chốt cho em ạ, bộ 2 259k cho em. 259k lên cho em ạ, bộ 2 kiềm size kiềm số cho em ạ. Mai bỏ chốt hàng lên số trên nè, Mai bỏ chốt hàng lên số trên nè. Bộ size M chị Mai bỏ đi chốt hàng lên số trên chế ơi. Bộ Mai size M. Mai bỏ chốt hàng lên số trên chế ơi. Rồi lên cho mấy chị một con hồng này size lẻ size cho em nè mấy chị. Mọi người chốt mã kèm số trên để khỏi lộn hàng này các chị nè. Rồi lên cho mấy chị một con hồng đẹp này lẻ size cho em nè mấy chị. Con này size M cho em mấy chị ha. Con này eo 72 qua đầu là vừa cho em nè mấy chị. Eo 72 qua đầu là vừa cho em mấy chị. Rồi bộ 2XL chị Vui Ngô. Rồi con này eo 72 qua đầu là vừa cho em nha mấy chị. 149k. Rồi bộ 2 này size M chị Nguyễn Huế. Ai lấy con này comment cho em là A429. A429 149k mấy chị ha. A429 149k. Eo 72 qua đầu là vừa cho em nè mấy chị. Một con siêu đẹp này cho em mấy chị ha. Một con siêu đẹp này cho em nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A429 149k. Rồi SM. Rồi lên cho chị vô đây. Bộ hoa nhí này vải gì vậy shop? Dạ đa phần là vải bên em là vải lụa thà chị ơi. Cái nào mà vải chi phong thì em có bán cho chị luôn nhá. Vải lụa là lụa thà cho em à. Rồi lên cho chị bộ hoa nhí này S tới 1XL cho em nha các trời. Đây nguyên bộ như này cho em à. Phối 3D này. Nguyên bộ 3D. Trời ơi quá là đẹp luôn các trời. Xăm nó đẹp luôn này mọi người nè. Rồi 259k cho em nha mọi người. 259k cho em à. 259k chốt cho em ạ. Bộ 3 259k lên cho em ạ. Bộ 3 kèm size kèm số đi gọi luôn cho em ạ. Đây có phố quần như này luôn cho em à. Các chị nói chung là khỏi cần mua quần gì hết nữa đâu các chị yêu nha. Có quần luôn cho em ạ. 259k cho em ạ. 259k bao gồm từ size S tới size 2XL cho em. Rồi A429 cho chị Nguyễn An. A429 cho chị Nguyễn An. Nguyễn Huế lên lại số trên đi chị Nguyễn Huế ơi. Chị Nguyễn Huế thiếu số này 0974202. Chị Nguyễn Huế còn có đó thì lên lại số trên nào. Rồi 429 cho chị Nguyễn An. 429 cho chị Nguyễn An. Bộ 3 kèm mã kèm size kèm số cho em. Mộng đẹp thêm lại số nha các đẹp ơi. Tại vì lâu rồi chị không mua này lên lại số cho em. Bộ 3 size L cho chị Mộc đẹp chốt hàng lên lại số cho em chị Mộc đẹp ơi. Size L cho chị Mộc đẹp nhá. Rồi em còn bộ 3. Bộ 3 kèm size từ S tới 2XL luôn cho em ạ. Lên cho em ạ bộ 3. Chứ không có L chị ơi, không có L rồi. SM và 1X thôi. Em không có size L chị ơi. Chứ là không có size L. Rồi con này không có size L chị ơi. Con này không có size L. Rồi lên cho em ạ bộ 3 kèm size kèm số trên nè à. Lên cho em mã bộ 3. Rồi bộ 3 size L không có rồi chị Mộc đẹp ơi. Lát chọn con khác cho em nha. Rồi lên cho em mã bộ 3 trừ size L ra không có size L nha. Rồi lên cho em mã bộ 3 kèm size kèm số cho em nào. Rồi lên cho em mã bộ 3, chốt cho em mã bộ 3 bao gồm size S, size M, size XL và 2XL cho em ạ trừ size L ra. Lên cho em mã bộ 3 kèm size chỉ có 259k cho em nào. 259k thôi mình chỉ ơi lên cho em mã bộ 3. Chốt cho em mã bộ 3 này, lên cho em mã bộ 3 này. Lên trên mã bộ 3 kèm size kèm số cho em nha chị ơi. Nguyễn Huế lên lại số cho em đi chị Nguyễn Huế ơi. Rồi em lên cho mấy chị một con xanh này mấy chị. Hoa nhì 4 tà cho em.
lên cho em ạ. Vàng kèm size kèm số cho em có gồm size S này, size S size 1X và 2XL cho em 189k này, 189k hoa nhì 4 tà cho em 189k. Lên cho em ạ. Vàng kèm size kèm số cho em nha các cháu. Lên cho em ạ. Vàng kèm size kèm số này em bao gồm có size S này, bao gồm em có size S nhá, size XL và 2XL cho em này. Lên cho em mã vàng kèm size kèm số cho em ạ. Chốt cho em mã vàng ha. Lên cho em mã vàng kèm size kèm số cho em ạ, bao gồm size S này, size XL và 2XL cho em 189k cho em ạ. 189k lên cho em ạ. 189k nhá, 189k cho em ạ. Lên cho em mã vàng kèm size kèm số cho em ạ. Lên cho em mã vàng 189k cho em. 189k chốt cho em mã vàng. Rồi đỏ đây em chỉ còn đúng duy nhất một con thôi. Đỏ đây em chỉ còn đúng duy nhất một con thôi. Rồi con này cổ đính ngọc trên này, một con đỏ đính ngọc trên là đúng duy nhất một con thôi mình thế hả? Đúng duy nhất một con thôi. Con này size XL trên này. Rồi vàng 60 mặc size gì? Vàng 60 là cái gì chị ơi? Dạ chị mặc size XL trên chị Thúy Hồng Nguyễn ơi. Chốt thì lên số trên này, Thúy Hồng Nguyễn có đơn chưa? Vàng size XL Thúy Hồng Nguyễn chốt thì ok trên này. Vàng size XL Thúy Hồng Nguyễn chốt thì ok trên. Rồi con này chị nào mặc size XL eo 80 mặc vừa trên nào mọi người ha. Eo 80 mặc vừa. Một con đỏ đính ngọc trên như này. Các chị ơi con này size XL eo 80 mặc vừa trên mạng. Lên trên mạng đỏ ngọc trên 149k đỏ ngọc trên này. Rồi lên trên mà đỏ ngọc. Rồi ok chị Thúy Hồng Nguyễn size XL chị Thúy Hồng Nguyễn đấy. Cái đó size XL chị Thúy Hồng Nguyễn. Mình có đơn rồi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm đây. Dành cho chị nào cỡ tầm size XL eo 80 là mặc vừa trên nha mọi người. Con này size XL eo 80 mặc vừa. ML và XL có đủ size này, chốt cho em đỏ kèm size nhá. Lên cho em đỏ ngọc kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. ML và XL cho em là các chị này. Bao gồm size ML và XL cho em, lên cho em đỏ ngọc kèm size nhá. 149k cho em thôi nhá. 149k bao gồm kèm size cho em ạ. Kèm size kèm mã kèm size kèm số cho em bao gồm size M, size L và size XL cho em. Lên cho em đỏ ngọc kèm size kèm số cho em ạ. Chốt cho em đỏ ngọc nhá. 149k. Rồi, đảo ngọc Trần Hạnh chốt size gì chị ơi? Em có size nhá, size M. Size M, size L và size XL cho em ạ. Đảo ngọc kèm size chị Trần Hạnh ơi, đảo ngọc kèm size cho em đi nào. Rồi lên cho mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con tím hoa này mấy chị, một con tím hoa này size 2X cho em nha mấy chị ha. Con tím hoa này size 2X cho em nè mấy chị. Con này eo 85 quay đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này eo 85 quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. Ai lấy con này comment cho em là A588 nha mấy chị. A588 cho em là một L ngọc cho chị Trần Hạnh. Ai lấy con này comment cho em là A588 149k cho em nha mấy chị. 3D nè mấy chị. Phía dưới 3D hoa với chim cho em nè mấy chị ha. Siêu đẹp cho em luôn. Ai lấy con này comment cho em là A588 149k eo 85 quay đầu là vừa cho em nè. Xa hãy cho em. Ai lấy con này comment cho em là A588 cũng số điện thoại cho em nè. L ngọc cho chị Trần Hạnh. Rồi em lên cho chị con này. Hoa nhì nha mọi người. Hoa nhì. Rồi lên cho chị hoa nhì 4 tà này các chị ơi. Hoa nhì 4 tà này. Rồi đây lên cho chị hoa nhì 4 tà này các chị sẽ cái là ép cho ra này. Rồi một con hoa nhì 4 tà này. Rồi con này các chị ơi, con này là size XL cho em là 4 tà cho em nha mọi người. Lên cho em mã. Chốt cho em mã A04 này. A04 kèm size nha mọi người. Em có hai size thôi, size S với lại size kìa. Size S với lại size 1XL nha mọi người. Lên cho em mã A03, A04 này. Chốt cho em mã A04 kèm size SML. ASM và XL cho em SM và XL nha, không có size L. Trừ size L ra. 189k nha các chị ơi, 4 tà cho em như này, 189k. Lên cho em mã A03 kèm size kèm số cho em nào. Lên cho em mã A03 kèm mã kèm size kèm số cho em nha. Em có size S, size M và size XL cho em. SM và XL cho em, lên cho em mã A03 kèm size cho em nào. Không có size L nha, lên cho em mã A03. A03 kèm size cho em nha, 189k cho em nào. 189k lên cho em mã A03. A03 189 kèm mã kèm size kèm số cho em nào. Lên cho em mã A03. A03 kèm size kèm số cho em ạ. Chốt cho em A03 kèm mã kèm size kèm số cho em ạ. Rồi con này em có size từ size M này. Rồi con này em có size từ size M tới size 2XL nhá. Rồi con này em có size M tới size 2XL trên nào. Bao đẹp trên nào. Rồi con này em có size M tới size 2XL trên này.
Rồi cái này em có size M tới size 3 XL luôn trên này. Con này size tới 3 từ 1 XL từ M tới 3 XL trên này, từ M tới 3 XL. Lên trên A206 này, chốt trên A206 kèm size. Lên trên A206 kèm size này. Chốt cho em A206 kèm size đây, tà đây cho em là 4 tà như này cho em ạ. Giờ 189k cho em ạ. 189k A206 kèm size kèm số cho em ạ. Từ size M tới size 3XL. Lên cho em A206 kèm size. Lên cho em A206 kèm size này. Bao gồm size cho em ạ. Bao gồm size cho em là từ size M tới size 3XL. Lên cho em ạ. A206 đấy. A206 kèm size cho em ạ. A206 kèm size cho em nha. Rồi em lên cho chị một con beo này, con này là size XL, đúng không, duy nhất một con thôi. Rồi con này size XL trên này, beo 4 tà nha mọi người. Rồi size 3, size 1 XL. Size 1 XL, eo 80 là mặc vừa trên nào mọi người ha. Rồi size 1 XL, eo 80 coi là mặc vừa lên trên mặt beo, con này cực kỳ sang luôn trên nào. Rồi 189k luôn trên nào, 189k lên trên mặt beo. Con này size 1 XL, eo 80 mặc vừa lên trên mặt beo. Rồi size 1 XL, eo 80 coi là mặc vừa chốt trên mặt beo. 189k lên trên mặt beo kèm số điện thoại luôn trên mặt, con này em chỉ có đúng một size này thôi. Lên trên mặt beo, chốt trên mặt beo. Lên trên mặt beo nha, 4 tà 189k cho em nào. Lên trên mặt beo. Mặt beo kèm mã kèm size kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con tím này có hai size cho em thì ha. Con này có hai size cho em này mấy chị. Size M, size S và size M cho em mấy chị ha. Con này em có hai size S và M này. Con em đang mặc là size M nha mấy chị. Con này eo 72 quay đầu là vừa cho em mấy chị ha. Eo 72 quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. 3D hình chim cho em mấy chị ha. 3D hình chim cho em này mấy chị, 149k. Ai lấy con này comment cho em là. Ai lấy con này comment cho em là. Rồi vậy không sao. Ai lấy con này comment cho em là A10 cho em nha mấy chị. A10 cho em nè. Ai lấy con này comment cho em là A10 cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. Em có hai size F và M nè. Con em đang mặc là size M mấy chị ha. Em 72 ngoài đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A10. A10 cộng size cộng số điện thoại cho em 149k. Rồi con này em có đúng 3 size này các chị này. Rồi mã beo này, Thanh Nguyễn Thị Ngọc xếp hàng lên số cho em ạ. Rồi con này Thanh Nguyễn Thị Ngọc. Đó Phương Thảo khác mà chị. Rồi con này em có 3 size M và L và XL cho em ạ. 3 size M, L và XL chốt cho em ạ. Trắng này ừ. Lên trên mã trắng kèm size kèm số cho em nha mọi người nhá. Lên trên mã trắng kèm size này. Bao gồm M, L và XL cho em. Đây phần phía sau cho em là bao này luôn các chị yêu nha. Rồi con này em có 3 size cho chị lựa chọn luôn. M, L và XL lên trên mã trắng cho em. Chốt trên mã trắng kèm size kèm số điện thoại luôn cho em này. Lên trên mã trắng kèm size kèm số bao gồm có size M, size L và size XL cho em này. Rồi mã beo này, mã beo em hết rồi đúng không? Mà B em hết rồi nha. Rồi con này lên trên mã size mã trắng đấy. Mã trắng kèm size M, L và XL cho em ạ. 149k thôi nha. 149k kèm size kèm số cho em nào. Lên trên mã trắng kèm size kèm số cho em bao gồm size M, size L và size XL cho em. Lên trên mã trắng kèm size kèm số cho em ạ. Quá xuất sắc luôn cái chỗ ở đây. Họa tiết cho em này, hoa là hoa 3D như này cho em. Lên trên mã trắng kèm size M, L và XL cho em. M, L và XL. Lên trên mã trắng kèm size cái chỗ. Lên trên mã trắng đây. Chốt cho em mã trắng nhá. Trắng kèm size kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con vàng trơn này mấy chị, một con vàng trơn đính ngọc cho em này mấy chị ha. Con này em có 3 size L, 1X và 2X cho em nha mấy chị. Con này em có 3 size L, 1X và 2X cho em nha. Con em đang mặc là size L nha mấy chị. Một con vàng trơn đính ngọc cho em này mấy chị ha. Một con vàng trơn cổ đính ngọc cổ và tay đính ngọc cho em này mấy chị. 149k. Con này em có 3 size nha mấy chị. Con này em có 3 size L và 1X 2X cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã vàng ha. Mã vàng cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. Mã vàng cộng size cộng số điện thoại cho em mấy chị ha. Là lên đơn được nè. 149k. Ai lấy con này comment cho mã vàng cộng size cộng số điện thoại cho em. L 1X và 2X cho em. L 1X và 2X. Ai lấy con này comment cho mã vàng. Con em đang mặc là size L nha mấy chị. Em 76 cái đầu là vừa nè. Ai lấy con này comment cho mã vàng. Vàng cộng size cộng số điện thoại cho em. 149k. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị này. Rồi lên cho chị con này size M mặc vừa cho em nào. Một con hoa này, một con hoa vàng size M mặc vừa này. Rồi size M mặc vừa, eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em nào. Rồi size M mặc vừa, eo 72 con này đúng duy nhất một con thôi. Size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em nhé các chị ơi. Size M 50kg eo 72. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em nhé. Size M 50kg eo 72 mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em A430. Lên cho em A430
kèm luôn rồi cho em mặc size M. 50kg eo 72 mặc vừa A430. Cho cho em A430 size M mặc vừa. 50kg eo 72 cho cho em A430. Lên cho em A430 size M. 50kg eo 72 149k A430 cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con hồng bốn tà này đẹp cho em nè mấy chị con này. Rồi con này em có duy nhất một con nè mấy chị, con này hàng bốn tà nè, bốn tà hồng này em còn duy nhất một con mấy chị ơi. Con này là size M nha mấy chị. Con này eo 72 cái đầu là vừa cho em nè mấy chị. Eo 72 cái đầu là vừa cho em nè mấy chị ơi. Con này mặc lên siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị. Mặc lên siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị ơi. 189k cho em. 189k hàng bốn tà cho em mấy chị ơi. Hàng bốn tà cho em nè 189k. Eo 72 cái đầu là vừa. Eo 72 cái đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A406 nha mấy chị. A406 A72 cái đầu là vừa cho em nè. A406 189k cho em. A406 189k mã cộng số điện thoại cho em mấy chị ơi. Eo 72 cái đầu là vừa cho em. Rồi con này size 2XL trên nào mọi người. Size 2XL E85 mặc vừa trên nào. Rồi size 2XL E85 mặc vừa trên nào. Size 2XL E85 mặc vừa trên nha các cháu ơi. Size 2XL E85 mặc vừa lên trên mà A16 trên nào. Chốt trên mà A16 size 2XL E85 quay lại mặc vừa lên trên mà A16 trên. Chốt trên mà A16 nhá. A16 kèm mã kèm size kèm số trên nào. Độ cái này không có sai. Lên trên mà A16 chốt trên mà A16 size 2XL E85 quay lại mặc vừa lên trên mà A16 trên nào. Size 1XL E80 mặc vừa, A16 cho em. Rồi lên cho mấy chị một con màu nâu này siêu đẹp theo luôn này mấy chị ha, con này. Con này em có ha. Con này em có 3 size nha mấy chị, ML với trên L cho em mấy chị ha. Con này em có 3 size nè, ML với trên L cho em nha mấy chị. 149k siêu đẹp luôn cho em nè mấy chị. Tay phòng cho em mấy chị ha, tay phòng hoa nổi cho em nè mấy chị. Con này là mặc lên siêu đẹp cho em luôn nè. Ai lấy con này comment cho mã nâu ha. Mã nâu cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. ML với trên L cho em. Mã nâu cộng size cộng số điện thoại cho em có 3 size ML với trên L cho em mấy chị ha. 149k. Ai lấy con này comment cho mã nâu. Con em đang mặc là size L, em 76 cái đầu là vừa ha. Ai lấy con này comment cho mã nâu. Nâu cộng size cộng số điện thoại cho em nè. ML với trên L 149k. Ai lấy con này comment cho mã nâu. Rồi lên cho chị con này size XL cho em là một con màu rút này. Rồi con này size XL em chị nào 80 quay lại mặc vừa size XL. Đây 4 tà cho em nha mọi người, 189k cho em nè. 189k con này size XL E80 mặc vừa cho em nha. Rồi con này size XL E80 mặc vừa lên cho em A563. A563 kèm mã kèm lộ cho em A563 kèm số cho em ạ. Lên cho em A563. Rồi con này size 1XL E80 mặc vừa A563 cho em. Cho em A563 này, A563 189k A563 này. Rồi lên cho mấy chị một con tím nè mấy chị. No size L ý Lan Trương. Size L em bỏ lắm. Lan Trương có đâu nè. Rồi lên cho mấy chị A16 size 2XL Trần Kim Ngôn. Lên cho mấy chị một con màu tím nè mấy chị. Con này size 1X cho em mấy chị ha. Con này size 1X cho em nè mấy chị. Con này eo 80 cái đầu là vừa cho em nha mấy chị. Eo 80 cái đầu là vừa cho em nè. A lấy con này comment cho em là A122. A122 149. No size M Nguyễn Ngọc Điệp. Rồi A lấy con này comment cho em là A122 149k nha mấy chị. A122 149k. Con này em 80 cái đầu là vừa cho em mấy chị ha. Em 80 cái đầu là vừa cho em là size 1X. A lấy con này comment cho em là A122 mã cộng số điện thoại cho em mấy chị ha. Rồi, mà no size M chị Nguyễn Ngọc Diệp. Ủa? Trần Kim Ngôn nè, A16 rồi nha. No nhiều Nguyễn này chốt hàng lên số trên này. M này. M Nguyễn Ngọc Điệp này. Trần Kim Ngôn bỏ một chút đi. Trần Kim Ngôn là A16. Rồi cái này của Nguyễn Ngọc Điệp size M. No XL chốt đề chốt hàng lên số trên ạ. Chốt mà được không ta? Không có heo mà. Rồi lên cho chị đây một con hoa nhỉ 4 tà này các chị này. Nhiều Nguyễn chốt hàng lên số cho em chị Nhiều Nguyễn ơi. Rồi con này là size XL nè, con này đúng một duy nhất một size thôi, size S mặc vừa. Để coi cái này chị size này. Cái gì vậy? Rồi size S mặc vừa này. 40 từ 48 thì mặc vừa rồi. Ok chị Nhiều Nguyễn size XL chị Nhiều Nguyễn. Ừ.
Cái đó thôi. Cái kia. Rồi con này em có size S nha mọi người, size S nè. Rồi con này em có size S này. Rồi con này em có size S nha mọi người, dành cho chị nào tập 40 48 kg mắc vừa cho em ạ. 40 48 kg mắc vừa đây, 4 tà cho em 189k nha mọi người. 189k lên cho em ạ, A18 189k cho em. 189k lên cho em ạ, A18 A18 189k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em A18 kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào mặc size em S cho em là tầm 40 48 kg mắc vừa. Lên cho em A18 kèm số cho em nha mọi người ơi, 189k. 189k lên cho em A18, A18 189k kèm số cho em nào. Lên cho em A18 189k cho em. 189k lên cho em A18 kèm số điện thoại luôn cho em nào. Lên cho em A18 189k, lên cho em A18. Chị kia kiếm quả cherry chị đấy, kiếm quả cherry này chị đấy. Đây. Rồi con này em có size XL này các chị này. Rồi con này size XL này. 4 tà cho em nha mọi người, con này size XL E80 mặc vừa cho em nào. Rồi con này em có size S và size XL. Rồi size XL cho em ạ, lên cho em mã hoa, lên cho em mã hoa kèm size kèm số cho em ạ, 189k cho em ạ. Rồi em có size S, 2X và 1X cho em ạ. Rồi, như Nguyễn chốt cái gì? Rồi cho chị em mã hoa kèm size kèm số cho em ạ, lên cho em mã hoa kèm size kèm số này 189k. 189k lên cho em mã hoa. Lên trên mã hoa 189k, mã hoa kèm size kèm số cho em nào. Lên trên mã hoa. Cho trên mã hoa kèm size kèm số ạ. Rồi lên cho chị A18. A18 chị Nguyễn Thị Thúy Trang. A18 Nguyễn Thị Thúy Trang thì mình có đơn. Rồi em lên cho chị một con trắng size S mặc vừa nè. Rồi con này size S mặc vừa nhá. Rồi con này size S mặc vừa 40-48 kg mặc vừa, một con trắng size S mặc vừa. Rồi size S mặc vừa 40-48 kg mặc đẹp trên nào. Rồi con này size S mặc vừa 40-48 kg mặc vừa. Rồi 1XL chim tú hồng này, mã hoa 1XL chim tú hồng. Rồi con này size S mặc vừa 40-48 kg mặc đẹp trên nhá. Rồi 40-48 kg mặc vừa trên ạ, chị nào lấy comment A246 trên nào. A246 cái chỗ lên cho em A246 này. Chim tú hồng. Lên số đây. A18 size S em hết rồi. Lên cho em A246 cho em ạ, 149k. 149k size S mặc vừa tầm 40-48 kg nó mặc đẹp cho em ạ. A246 149k A246 đấy. Rồi lên cho mấy chị. Lên cho mấy chị một con xanh đẹp nè mấy chị. Con này size 1X cho em mấy chị ha. Con này size 1X cho em nè mấy chị. Con này L80 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. L80 quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. Con này mặc lên siêu sáng da cho em luôn mấy chị ha. Con này mặc lên siêu sáng da cho em nè mấy chị. Dưới là 3D hình con chim cho em nè mấy chị ha. Dưới 3D hình chim cho em nè 149k. 149k. Ai lấy con này comment cho em là A242. Ai lấy con này comment cho em là A242. Con này L80 quay đầu là vừa cho em nè. L80 quay đầu là vừa cho em 149k. Ai lấy con này comment cho em là A242. A242 149k. L80 quay đầu là vừa. A242 chú chị Nhung Dũng. A242. A246 chứ A246 chị Nhung Dũng. 246 vừa mới lên ạ. 246 Nhung Dũng. Rồi con này em có hai size các chị nè. Không, cái này em chỉ có đúng một size thôi, size 2XL cho em ạ. Rồi con này em chỉ có size 2XL thôi, 4 tà cho em ạ. Rồi size 2XL L85 quay đầu mặc vừa cho em ạ. L85 quay đầu mặc vừa nha mọi người. 246 Nhung Dũng. Rồi con này size 2XL L85 quay đầu mặc vừa nha, 189k cho em ạ. 189k lên cho em hoa đỏ. Hoa đỏ 189 kèm số luôn cho em ạ. Hoa đỏ kèm số cho em là size 2XL L85 quay đầu mặc vừa 189k, 4 tà như này cho em. Lên cho em ạ, hoa đỏ 189k cho em ạ. 189k lên cho em hoa đỏ này. Hoa đỏ 189 kèm số cho em ạ. Lên cho em ạ, hoa đỏ nhá. Con này có size 2XL L85 quay đầu mặc vừa, lên cho em ạ, hoa đỏ 189k cho em. 189k lên cho em hoa đỏ nhá, size 2XL L85 mặc vừa, lên cho em hoa đỏ cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con trắng hoa xanh này cho em nè mấy chị. Con là size M cho em mấy chị ha. Con trắng hoa xanh này size M cho em nha mấy chị. Con này L72 quay đầu là vừa cho em nè. L72 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị.
149k ha. Em bị 20 đầu là 149k. À lại con này comment cho em là A13 một con hoa xanh siêu đẹp cho em nha chị, một con hoa xanh siêu đẹp cho em nè. À lại con này comment cho em mã A13, A13 cho em. A13 149k. À lại con này comment cho em là A13 149k. Em 76 đầu là vừa. Rồi lên cho chị một con vàng nha. Rồi con này summer. Quần áo với quần đỏ đô không? Chị có bán áo mặt là áo gì? Áo mặt là áo gì? Rồi con này em chỉ có size M và size XL cho em nè. Rồi lên lẻ đi cho nha. Rồi con này size M cho em là 50kg eo 72. 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mã vàng. Rồi 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mã vàng này, size M. 50kg eo 72 mặc vừa chốt trên mã vàng. Dạ chị mặc size L cho em, chị nên lê ơi. Rồi con này size M cho em ạ, 50kg eo 72 mặc vừa chốt trên mã vàng. 50kg eo 72 mặc vừa chốt trên mã vàng, size M. 50kg eo 72 chốt trên mã vàng nhá, lên trên mã vàng. Rồi eo 72 mặc vừa cho em nhá mọi người. Eo 72 mặc vừa lên trên mã vàng. Eo 72 mặc vừa chốt trên mã vàng nhá. Vàng và kèm luôn số trên mã eo 72 mặc vừa nhá. Eo 72 mặc vừa chốt trên mã vàng, vàng và kèm số cho em nhá. Eo 72 mặc vừa. ML và XL. Con em đang mặc là size L nha mấy chị. Con em đang mặc là size L này. À lấy con này comment cho mã xanh ha. Mã xanh cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. Xanh cộng size cộng số điện thoại cho em là 149k. À lấy con này comment cho mã xanh. Xanh cộng size cộng số điện thoại cho em nè. ML với XL cho em. ML với XL 149k. À lấy con này comment cho mã xanh. Xanh cộng size cộng số. Xanh cộng size cộng số điện thoại cho em nè. Rồi lên cho chị nguyên bộ nha mọi người. Lên cho chị nguyên bộ này. Nguyên bộ xanh này. Con này là size XL cho em nè. Nguyên bộ xanh như này cho em là chỉ có 100, à chỉ có 259k thôi. Bộ 3D này chỉ có 259k thôi mấy chị ơi. Đây siêu đẹp luôn cho em là size XL. Đây quần là quần xanh như này cho em luôn size XL. Eo 80 mặc vừa lên trên mã bộ xanh. Mã bộ xanh đúng duy nhất một con thôi, đúng duy nhất một size. Rồi lên trên mã bộ xanh, chốt trên mã bộ xanh này. 259k mã bộ xanh cho em ạ. Rồi con này size hạ 1XL, eo 80 mặc vừa, tức là chị nào tầm 55 tới 60kg mặc vừa cho em nha mọi người. 55 tới 60kg mặc vừa. 55 tới 60kg mặc vừa cho em ạ. Lên trên mặc bộ xanh, chốt trên mặc bộ xanh 259k cho em nguyên bộ. 259k lên trên mặc bộ xanh. Bộ xanh 259 cho em ạ. 259k lên trên mặc bộ xanh nhá. Bộ xanh 259 kèm luôn số cho em nhá. Lên trên mặc bộ xanh 259k. Rồi lên cho mấy chị một con trắng hoa xa S nè mấy chị. Một con trắng hoa xa S này cho em mấy chị ha. Con này 40-8kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40-8kg bắt đầu là vừa nè. 149k size S cho em mấy chị. 40-8kg bắt đầu là vừa 149k ha. Con này màu trắng trắng hoa cho em. Ai lấy con này comment cho em là A586 nha. Ai lấy con này comment cho em là A586 149k nha mấy chị. A586 149k size nhỏ cho em nè. 40-8kg bắt đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A586 ha. Rồi lấy cho chị này, có con size 2XL nguyên bộ như này. Size 2XL trên này. Rồi size 2XL trên này, eo 85 mặc vừa nguyên bộ như này, chỉ có 259k thôi. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa trên nha mọi chị ơi. Rồi size 2XL. Size 2XL eo 85 mặc vừa lên trên mã bộ vàng. Size 2XL eo 85 mặc vừa chốt trên mã bộ vàng này. Size 2XL lên trên mã bộ vàng nha, size 2XL. Eo 85 quay là mặc vừa lên trên mã bộ vàng, chốt trên mã bộ vàng 259k cho em nha. 259k lên trên mã bộ vàng 259 nha mọi người. Lên trên mã bộ vàng 259k. Rồi con này size 2XL cho em mã eo 85 mặc vừa cho em nha mọi người. Rồi con này size 2XL, eo 85 mặc vừa chốt trên mã bộ vàng 259k. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ nó size XL cho em nè mấy chị. Con này eo 80 quay đầu là vừa cho em mấy chị. Eo 80 quay đầu là vừa cho em là 149k. Ai lấy con này comment cho em. Bộ xanh nguyên bộ cho chị Nhung Dũng dồn đơn. Ai lấy con này comment cho em là A56 cho em nha
149k, lấy con này comment cho em là A56149k cho em nha mấy chị. A56149k, 80 quay đầu là vừa. Rồi bộ xanh cho chị Nhung Dũng này, A586 này, A586 Thị Vân, A586 Thị Vân. A586 Thị Vân. A586 màu gì trẻ ơi, comment đúng mã kia làm gì có A586 nè. A586 hả, size gì trẻ? A586 size gì trẻ ơi, các bạn em có size mà. Vòi vàng 2X này cho chị Trần Thùy Online này, Trần Thùy Online này, size 2XL này. Đây, Trần Thùy Online này. Rồi, lấy size XL cho Thanh Vân. À rồi, ok, Thị Vân này, size XL chị Thị Vân này. Đây đây, size XL chị Thị Vân này. Vòi vàng 2XL chị Trần Thùy Online nha. Rồi, con này size XL cho em là L80 mặc vừa. L80 mặc vừa size XL, L80 mặc vừa xanh coban này, size XL duy nhất một con. Size XL L80 mặc vừa cho em nha mấy chị ơi, size XL L80 mặc vừa nha, họa tiết đây, lá tre cho em là chúc cho em nè. Đây cho em ạ coban kèm số cho em ạ 149k, chốt cho em ạ coban. Coban 149 kèm luôn số cho em ạ, con này là size 2XL L85 quay đầu mặc vừa cho em ạ coban size 1X chứ. Size 1XL L80 mặc vừa lên cho em ạ coban. Size 1XL L80 mặc vừa chốt cho em ạ coban kèm luôn số cho em ạ, chốt cho em ạ coban. 149k lên cho em ạ coban, một coban 149k kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con vàng nè, mấy chị một con vàng. Rồi lên cho mấy chị một con vàng này xem mờ cho em nha mấy chị, 3D hoa tulip cho em nè mấy chị. Con vàng này xem mờ cho em nè, con này L72 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. L72 quay đầu là vừa cho em nè, lấy con này comment cho em là A538. A538 cho em nha mấy chị, 149k. Lấy con này comment cho em là A538, 149k. L72 quay đầu là vừa cho em size mờ ha, L72 quay đầu là vừa. Lấy con này comment cho em là A538 ha. Rồi lên cho chị một con xe S mặc vừa này các chị này. Lên cho chị một con xe S mặc vừa nha. Rồi con này xe S mặc vừa 40-48kg mặc đẹp cho em nha mọi người. 40-48kg mặc vừa lên cho em ạ, tìm xe S mặc vừa. Rồi 40-48kg mặc đẹp cho em ạ, xe S mặc vừa nha. 40-48kg mặc vừa cho em. Rồi 40-48kg mặc đẹp xe S cho em ạ, lên cho em ạ tìm đấy. Lên cho em ạ tìm xe S mặc vừa 40-48kg mặc đẹp cho em ạ tìm nè. Rồi mã có ban 149k chị tim tú hồng dồn đơn này. Rồi con này xe S mặc vừa 40-48kg mặc vừa lên cho em ạ tìm cho em nha. Lên cho em ạ tìm kèm luôn số 149k tìm cho em ạ, tìm 149k. Tí 149k kèm số cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con hoa nhí nè mấy chị. Lên cho mấy chị một con hoa nhí sẽ cho em mấy chị ha. Con này 48kg quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg quay đầu là vừa cho em nè, 149k. 149k mấy chị ha. Lấy con này comment cho mã hoa nhí nha mấy chị. Lấy con này comment cho mã hoa nhí. Hoa nhí 149k nè. 48kg quay đầu là vừa size S cho em. Lấy con này comment cho mã hoa nhí tổng số điện thoại cho em. Không, ha. Không có tìm size L, có size S thôi, tìm có size S thôi. Có mình đúng mã nào mấy chị ơi, chốt như vậy. Hoa nhí tổng số điện thoại cho em mấy hả? 149k nè, 48kg quay đầu là vừa cho em. Có mình đúng mã cho em mã nào. Tâm vừa còn sáng không? Hay là trời kia rồi? Giống như chút rồi. Cái gì? Lạp. Vợ đi vui. Hả? Lạp. Chút sáng vợ đi vui. Cái gì vợ đi vui? Sáng tầm đầu trở nên vui. Lạp hết à? Giờ còn sáng. Rồi lên cho chị nguyên bộ nha mọi người. Đây nguyên bộ như này cho em ạ, ba đẹp luôn các chị ơi. Nguyên bộ nha. M và S. S và M hả? S và M. Coi chị cái này cái size gì ta, quên rồi. M, S, M đúng không? Rồi con này em chỉ có hai size S và M thôi. Lên cho em mã bộ bộ trắng đấy, lên cho em mã trắng đi. Chốt cho em mã trắng kim size S và M. Em chỉ có hai bộ à, em chỉ có hai size S và M thôi mấy chị ha. Lên trên mã lên trên mã kèm size kèm số trên ạ. Lên trên mã kèm size kèm số nhá. Mã trắng kèm size kèm số trên mã S và M cái cho. Lên trên mã trắng. Lên trên mã trắng kèm size S hoặc M trên ạ. Lên trên mã trắng kèm size S hoặc M nha mọi người. Lên trên mã trắng đấy.
mà tráng kèm size S hoặc M. Đây 259k nguyên bộ như này cho em nào. 259k lên cho em ạ, trắng nguyên bộ 259k. Rồi lên cho em ạ, trắng kèm size S hoặc M cho em ạ, lên cho em ạ trắng. Lên cho em ạ, trắng kèm size S hoặc M. Bốn tà cho em mấy chị hả, hàng bốn tà
kem này mấy chị. 189k. Ai lấy con này comment cho em là A12. Em 80 quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A12. Em 80 quay đầu là vừa. Comment đúng cái size cho em với trẻ ơi. Comment đúng cái size đã được hỏi chốt nè. Rồi lên cho chị một con size S nè. SM hay là size M gì đó trẻ ơi. Comment đúng cái size cho em với. Rồi size M ok. Size M đây. Size M Trần Hải. Rồi con này em có SML các chị này. Ba đẹp luôn. SML 149k chốt cho em mã xanh. SML chốt cho em mã xanh. Xanh kèm size kèm số cho em mã SML lên trên mã xanh. Rồi chốt cho em mã xanh 149k lên trên mã xanh SML. Lên trên mã xanh kèm size kèm số cho em mã SML các chị ơi. Rồi lên trên mã xanh SML chốt cho em mã xanh kèm size kèm số cho em mã. Rồi lên cho mấy chị một con vàng này, mấy chị một con vàng này sẽ XL cho em mấy chị ơi. Con này eo 80 quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. Eo 80 quay đầu là vừa cho em 149k nha mấy chị. 149k. Eo 80 quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A519 nha mấy chị. Mây Trang Nguyễn Thị lên số cho em đi chị ơi. Chốt hàng mà không kèm số thì biết đường đâu mà chốt các chị nè. Ai lấy con này comment cho em là A519 nha. A519 149k cho em. Eo 80 quay đầu là vừa nha mấy chị. Eo 80 quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A519 ha. Chốt mã thì kèm số cho em đi nào các chị ơi. Chốt mã mà không 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 kèm số sao mà biết được đâu mà chốt. Chốt mã kèm số cho em với. Rồi con này em có size SL và XL cho em là thiếu size M. Con này thiếu size M cho em nè. Rồi ok ạ. Rồi con này em có size S, size L, size XL cho em ạ. Size SL, XL, chốt cho em ạ, chim kèm size. Có M, SML. SML các chị ơi, SML và XL. Vi Trang Nguyễn Thị ạ. Rồi con này em có size SML và XL cho em ạ. Lên cho em ạ, chim này. A5 vàng là cái gì trời. A519 này cho chị Hồng Vui. 519 cho chị Hồng Vui. Rồi con này kéo cho em mã chim kèm size SML, XL. Lên cho em mã chim kèm size SML và XL cho em này. Lên cho em mã chim. Cho cho em mã chim kèm size SML và XL cho em nha mọi người. Em có size các chị ơi, em có size SML và XL. Lên cho em mã chim. Mã chim kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Lên cho em mã chim. Chim kèm size kèm số 149k lên cho em mã chim. Chim 149 em có báo giá trên từng con. Lên cho em mã chim 149k này. Ừ. Ừ, 519 ạ. Rồi lên cho mấy chị một món trắng hoa xanh này mấy chị. Con này em có size SML với trên L cho em luôn nha mấy chị. Con này em có 4 size SML với trên L cho em 149k mấy chị hả. 149k này, con này trắng đẹp cho em này mấy chị. Một con trắng hoa xanh đẹp cho em mấy chị hả. Một con trắng hoa xanh đẹp cho em này. Con này em có 4 size SML với trên L cho em. Ai lấy con này comment cho mã trắng. Trắng cộng size cộng số điện thoại cho em mấy chị hả. Trắng cộng size cộng số điện thoại cho em 149k. Ai lấy con này comment cho mã trắng. Trắng cộng size cộng số điện thoại cho em 149k. Size SML với trên L cho em, 4 size SML với trên L. Ai lấy con này comment cho mã trắng. Trắng cộng size cộng số điện thoại cho em nè. Quần tính riêng các chị ơi, chị nào mà thích bộ thì em sẽ lên nguyên bộ nhưng mà giá sẽ cao các chị yêu nha. Rồi con này size SML cho em nè, SML. SML cho em nè, quần là tính riêng cho em ạ. Quần là tính riêng, trừ cái nào mà em báo bộ á là không không ấy nữa. Rồi con này là size SML. SML các chị ơi, SML này. Chị nào lấy comment chốt cho em ạ, hoa nhí này, kèm size kèm số cho em ạ. Lên cho em ạ, hoa nhí này. Hoa nhí kèm size SML cho em nha các chị ơi. Chim cho chị Hồng Vui. Size gì? Em mệt các chị ghê, các chị comment cái size cho em với nè. Chim size S cho Thạnh Thị Hạnh. Chim size S Thạnh Thị Hạnh, Hồng Vui chốt size gì chế? Rồi con này lên trên mã hoa nhí kèm size cho em nào. Lên trên mã hoa nhí kèm size SML nha. Lên trên mã hoa nhí kèm size SML cho em 189k 4 tà cho em nè. Hàng 4 tà nha các chị ơi, hàng 4 tà 189k cho em ạ. Lên trên mã hoa nhí kèm size các chị ơi, hoa nhí kèm size SML cho em nè. Lên trên mã hoa nhí kèm size SML nha. Chốt trên mã hoa nhí kèm size. Hoa nhí kèm size SML cho em nào. Vui chưa 48kg. Cao bao nhiêu nhưng mà cao phải cao bao nhiêu chứ chị? Các chị comment cái size. Comment cái size cho em mới chốt hàng được chứ. Chim coi thử lấy sụp chim cho Hồng Vui size M đi.
cho họ vui. Rồi lên cho mấy chị một con vàng hoa nhí. Đang cầm vừa cầm vừa rồi đây. Ờ cái đó size gì chị coi thử trong size gì. Hình như là size XL. Chị Hồng Vui chị mua cho ai hả hay sao? Trẻ ơi chị mặc 48 ký mà chị chọn tờ size 1 XL. Mặc 1m52. Chị mặc size M thôi, cái vàng hồi nãy size XL sao chị mặc vừa. Rồi con này có size nha mấy chị, con này có size với size này. ML, XL, 1, X, 2, X, 3, X luôn nha mấy chị. Con này là hàng 4 tà cho em, hoa nhí 4 tà cho em nè mấy chị, 189k hoa nhí 4 tà nè. Ai lấy con này comment cho mã hoa nhí cộng size cộng số điện thoại cho em nha mấy chị. Hoa nhí cộng size cộng số điện thoại cho em nè, 189k. Ai lấy con này comment cho mã hoa nhí cộng size cộng số điện thoại cho em. ML, XL, 1, X, 2, X, 3, X cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho mã hoa nhí cộng size cộng số điện thoại cho em. Chị Hồng Vui nãy chị chốt cái mã vàng là size XL, chị chốt cho ai hay sao chị ơi? Rồi con này size 4 XL cho em này, các chị này size 4 XL em 100 mặc vừa cho em nhá. Rồi con này size 4 XL em 100 mặc vừa cho em nè. Rồi size 4 XL em 100 mặc vừa cho em nha mọi người, size 4 XL em 100 mặc vừa. Em 100 mặc vừa lên trên mã lạ. Em 100 mặc vừa lên trên mã lạ này. 149k lên trên mạng lạ, con này size 4 XL. Em 100 mặc vừa lên trên mạng lạ, 149k. 149k lên trên mạng lạ này, lạ 149, các chị nghe rõ cái size cho em đọc với. Rồi hàng chốt. Để này có vừa không? Chị lại hỏi em đọc cái size rồi. Rồi đây cho mấy chị một con xanh này mấy chị. Chị không biết chị mặc size gì mà chị chốt cho em tới một con là size từ một con là size nhỏ, một con là size cực kỳ to luôn. Sao mà chị mặc vừa được chị Hồng Vui? Một con là size tới 1 XL, một con là size M, sao mà chị mặc vừa được? Nghe rõ cái size rồi hàng chốt cho chị. Rồi lên cho mấy chị một con xanh này size 1 XL này mấy chị ha, một con xanh này size 1 XL cho mấy chị. 149k ha, 149k. Con này em 80 đầu là vừa cho em nha mấy chị. Em 80 đầu là vừa cho em nè. Ai lấy con này comment cho em là A240 cho em nha chị. A240 cho em là 149k. Em 80 đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A240. Em 80 đầu là vừa cho em mấy chị ha, 149k nè. Rồi lên cho chị con này, cho chị này, size 2X nè. Size L. Cho cái này size L thôi. Con chuồn chuồn size L. Rồi con này em có size L, size 1 XL, 2 XL này. Size S. 1 XL, 2 XL các chị ơi. Có mặt mã kèm size cho trên mã A01 kèm size đi lên trên mã A01 kèm size này. 189k lên trên mã A01. 189k cho trên mã A01 kèm size. 189k lên trên mã A01 kèm size kèm số trên mã lên trên mã A01. A01 kiểm sai kiểm số cho em nha, lên cho em A01 kiểm sai kiểm số nè. Rồi lên cho mấy chị một con vàng cái phòng này còn duy nhất một con cho em nè mấy chị. Con này size M cho em mấy chị ha, con này em còn một con thôi mấy chị. Con này là tay phòng hoa nổi cho em mấy chị ha, con này tay phòng hoa nổi cho em nè mấy chị. Con này L72 quay đầu là vừa cho em nha chị, L72 quay đầu là vừa cho em nè. Ai lấy con này comment cho em là A510 cho em nha chị. A510 149k, L72 quay đầu là vừa. Ai lấy con này comment cho em là A510, L72 quay đầu là vừa nha mấy chị. 149k cho em ha, siêu đẹp cho em luôn mấy chị ha. Rồi lên cho chị con này size L mặc vừa này. Hoa nhí em có nói như thế ơi, 189k áo riêng, quần riêng chị yêu nha. Rồi con này size L mặc vừa trên là xanh coban, size L mặc vừa họa tiết chống đồng trên nè. Họa tiết chống đồng cho em nha. Rồi con này size L, L76 quay là mặc vừa size L cho em à. L76 quay là mặc vừa sổ coban lên trên mặt coban. Size L, L76 mặc vừa lên trên mặt coban. L76 mặc vừa cho trên mặt coban 149k.
Em có bà xã trên từng con, các chị hỏi tới hỏi lui em chả biết trả lời đường đâu mà trả lời đâu có, chị ơi nhiều cái mà bà chả biết cái nào đâu. Già nó khác nhau, em có bà xã rõ ràng trên từng con rồi. Rồi con này 149k lên trên mảng xanh cô ban, chốt trên mảng xanh cô ban này. Xanh cô ban và kèm luôn số cho em ạ. Quần 60.000 tiền quần, các chị cứ cộng cho em đi. 100 hàng trơn là 149k. Chị nào lấy thêm quần cộng 60 tiền quần, hoa nhí bốn tà thì 189k, lấy thêm quần 60 tiền quần. Còn bộ thì em không cần, nói chung là bộ các chị không cần chốt quần nữa tại vì nguyên bộ rồi. Cái nào nguyên bộ thì em có báo nguyên bộ là giá sẽ cao hơn. Sai lời em 76 quay mặc vừa lên trên mặc qua ban, chốt trên mặc qua ban. Lên trên mặc qua ban 149k, lên trên mặc qua ban 149k cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con bốn tà tay phòng này đẹp cho em nè mấy chị, một con bốn tà tay phòng này cho em đẹp nha mấy chị. Con này eo 80 qua đầu là vừa cho em mấy chị ha, eo 80 qua đầu là vừa cho em nè mấy chị, hàng bốn tà cho em mấy chị ha, hàng bốn tà cho em nè. Eo 80 qua đầu là vừa cho em nha mấy chị. Eo 80 qua đầu là vừa, ai lấy con này comment cho em là A580 nha mấy chị. A580 189k cho em nha mấy chị, hàng bốn tà cho em nè, hàng bốn tà cho em nè. 189k ai lấy con thấp. Bốn tà mà. Nguyên bộ đỏ cho em là bao đẹp nha mọi người nha. Nguyên bộ đỏ kèm thêm quần này. Bộ như này sẽ là 259k. Đổi cho chị có bán cả bộ. Bây giờ đổi cho bán bộ. Bộ sao gì nó đã luôn đi. Đổi cho hành thôi. Không vừa em nói chung là chị nắp, nắp rối từ nãy giờ rồi. Chị bao nhiêu ký? Sao mà chị mà vừa con thì xả luôn đi, xả con Hồng Vui luôn đi, khỏi chốt đi, mắc mệt quá từ nãy giờ. Con Vui xả luôn nha, chốt xả tới, nói chung là nãy giờ rồi ý. Rồi lên cho chị con này nguyên bộ trên là các chị này, nguyên bộ trên là size XL này, size 2XL nha, size S này và size L thiếu size M nha mọi người, không có size M nha. Rồi lên trên mã bộ đỏ kèm size kèm số trên ạ, lên trên mã bộ đỏ này. Rồi 259k nguyên bộ như này, cái chơi 259k này, 259k các chú, 259k đây bộ nguyên bộ như này kèm thêm quần kia ạ, 259k. Chị nào mà không thanh chị nào mà không xanh qua ban xanh lờ chị Hồ Thanh Thuy này. Ừ. Rồi con này dành cho chị nào này, dành cho chị nào có size cho các chị lựa chọn luôn, 259k nguyên bộ như này, SL, XL và 2XL thiếu size M nha. Lên trên mã bộ đỏ kèm size kèm số cho em ạ. Lên trên mã bộ đỏ kèm size kèm số cho em nhá. Ba đẹp luôn các chị ơi, form này các chị nhìn này. Kèm thêm quần cho em luôn, 259k nguyên bộ ở đâu ra để các chị này. Ở đâu ra để cho em nè. Lên cho em mã bộ đỏ kèm size kèm số cho em nè. Rồi lên cho em mã bộ đỏ kèm size kèm số cho em nha các chị ơi, lên cho em bộ đỏ này. Bộ đỏ kèm size kèm số cho em SL, XL và 2XL thiếu size L thôi. À thiếu size M thôi. Thiếu size M thôi. Lên trên mã bộ đỏ đây, cho trên bộ đỏ nhá, bộ đỏ kèm size 259k nguyên bộ cho em nào. Kèm là kèm quần đỏ như này, kèm 259k nguyên bộ bằng nhiều cái vừa hỏng được lắm chị. Này em like từng size mà chị. Em like từng size chị bao nhiêu ký thì cho size đó cho em. Rồi lên trên mã bộ đỏ kèm size kèm số cho em nào, lên trên bộ đỏ đây, cho trên bộ đỏ nhá. Bộ đỏ kèm size kèm số cho em ạ, 259k nguyên bộ. Lên trên mã bộ đỏ các chị mặc quần áo size gì các chị chốt cho em size đó ha, 259k nguyên bộ đỏ nha. Lên bộ thì nhiều trắng. Lên bộ đỏ thì chưa, chị lại kêu lên bộ trắng, lên bộ trắng thì lên bộ tím, lên bộ tím thì lên bộ trắng, em chả biết theo ý của chị như nào nữa. Rồi lên cho mấy chị một con này mấy chị. Một con này đẹp cho em nè mấy chị ha, con này đẹp cho em nè mấy chị, con này em có size SML cho em nha mấy chị, con này em có size SML. Rồi lên cho mấy chị một con bướm nè mấy chị, một con 3D hình bướm cho em mấy chị ha, một con 3D hình bướm cho em nè mấy chị. Em 78 chị mặc size XL cho em. Con này size S cho em nha mấy chị, con này 40-48 cái đầu là vừa
vừa cho em nha chị, 40-48 cái đầu là vừa cho em nè. Con này em có size nha mấy chị, à lấy con này comment cho mã bướm. Mã bướm cho em, bướm cộng size cộng số điện thoại cho em mấy chị ho. Em có 3 size S, M, L nha mấy chị. Size S, M, size L. Có 3 size, à lấy con này comment cho mã bướm, bướm cộng size cộng số điện thoại cho em nè, 149k. À lấy con này comment cho mã bướm, bướm cộng size cộng số điện thoại cho em 149k. Em có 3 size. Đây, bộ tràng đây. Bộ tràng đây. Ưng ừ, bộ trắng lên luôn, bộ trắng XL. XL và 2XL đủ size luôn. Bộ trắng tiền size 259k nguyên bộ. Rồi các chị lại hỏi thêm nữa là hàng áo mới hay là hàng xin nữa thì em cũng lại luôn à. Giảm bớt dần đi thì mình một tiền. Rồi đây các chị nè. SML, XL và 2XL cho em ạ. Đủ size chốt cho em ạ, bộ trắng tiền size 259k nguyên bộ. Lên trên mạng bộ trắng cái chỗ, lên trên mạng bộ trắng đây, bộ trắng kiềm sai đây, siêu đẹp luôn, trên mạng XML và XL, 2XL luôn, trên 259k nguyên bộ như này. 259k, tại sao nhiều chị lại hỏi cái này giá cao, em nói thật luôn, nói thật luôn trên line này luôn là cái giá này cực kỳ là phát giá nhập vô rồi nhá. Nguyên bộ thêm cả quần như này chỉ có 259k thôi, riêng cái chị ghi may thôi, không thôi cái áo dài mà áo dài nguyên bộ chưa là cái này nữa. Riêng áo dài các chị đi may thôi, nguyên bộ mà cái áo dài mà đi học sinh thôi, mà cái vải gì ta, vải thường thôi á, vải thường thôi đã là 600-700 nghìn rồi, 600-700 nghìn rồi nhá. Rồi lên trên mã bộ trắng này, mã bộ trắng kèm size kèm số cho em nào, lên trên mã bộ trắng này. Rồi bộ trắng kèm size kèm số cho em ạ, 259k S số size 2XL cho em luôn. Lên trên mã bộ trắng chỉ có 259k thôi, chuẩn size chuẩn form cho em luôn nha các chị ơi. Rồi có hoa đỏ nãy giờ lên hoa đỏ có chờ luôn chị ơi. Rồi lên trên mã bộ trắng này. Bộ trắng kèm size kèm số cho em không thể nào mà lên theo ý của chị được nữa. Rồi lên trên mã bộ trắng này, bộ trắng kèm size kèm số cho em ạ. Lên trên mã bộ trắng này, bộ trắng kèm size 259k thôi. 259k lên trên mã bộ trắng này, bộ trắng 259k. Cái đó không, cái đó rồi. Chù, cái gì đó. Rồi, trắng S này. Ai? Không, cái đó lâu rồi. Cái đó từ giữa lại rồi mẹ. Bình đó đi. Dạ em có trả lời gì vậy? Để cho em một cái. Em không muốn học luôn. Rồi đây cho chị hoa nhì nha các chị này. 3D hoa nhì nha các chị ơi. 149k thôi, con này xăm mờ cho em à. Em lên trắng này để chị kêu em lên quần trắng. Bây giờ chị lên trắng, bây giờ em lên trắng thì lại chị kêu em đâu có like, em đâu có like quần riêng đâu. Trai 1XL trắng, 1XL chiêm tú hồng này. Đây chị chiêm tú hồng rồi này. Rồi con này size M có đơn rồi, size M 50kg eo 72. 50kg eo 72 mặc vừa cho em ạ. 50kg xếp như hồi nãy á. Dài xong quấn lại. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa, 50kg eo 72 mặc vừa cho em ạ. Đúng cái đầu mình né, đúng cái đầu luôn. Rồi size M 50kg 72 mặc vừa hoa nhí cho em ạ. 50kg 72 mặc vừa cho chị em ạ, hoa nhí cái chỗ hoa nhí kèm số điện thoại luôn cho em ạ. 149k cho chị em ạ, hoa nhí này, hoa nhí 149 cho em. Lên cho em ạ, hoa nhí này 149k cho em ạ. Rồi, lên cho em ạ, hoa nhí 149k cho chị em ạ, hoa nhí này. Hoa nhí 149k cho em, 149k lên cho em ạ, hoa nhí này. Comment cho em ạ. 189k nha mọi người, 189k.
kem size cho em nè. Có mình mã kem size cho em ạ, 189k ha. 189k có mình mã cho em ạ, A234 kèm mã kèm size cho em nè, A234 kèm mã kèm size nha. A234 kèm mã kèm size cho em nè. A234 chốt cho em mã kèm size kèm số cho em ạ, A234 chốt cho em mã kèm size kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi A234 189k, 189k A234. A234 189k kèm mã kèm size kèm số cho em ạ. 234 kèm size nha. Kèm size này. Rồi lên cho chị con này sẽ mặc vào này, hoa tulip, săn có ban hoa tulip này. Có nguyên bộ chị Xuân Nguyễn thôi. Bây giờ chị thích như thế nào? Em lên. Rồi lên cho chị con này sẽ mặc vừa này. Em thấy chị Hồng Thanh chị hỏi gì chị ơi? Rồi con này sẽ mặc vừa. Và tiếp là hoa tulip trên là sẽ mặc vừa. 40-48kg mặc đẹp trên là sẽ mặc vừa. 40-48kg mặc vừa trên à. Rồi sẽ mặc vừa 40-48kg mặc đẹp trên à. Sẽ mặc vừa 40-48kg mặc vừa 149k A78 trên à. 149k lên cho em A78 nhá. A78 149k. 149k lên cho em A78 trên à. A78 149k. 149k chốt cho em A78 cho em ạ. A78 149k. Đây cho chị nào mặc sẽ mặc vừa 40-48kg mặc đẹp cho em ạ. Lên cho em A78 đi cho. Chốt cho em A78 đi. 149k chốt cho em A78 cho em ạ. 149k chốt cho em A78 cho em ạ. Con này size L mặc vừa này các chị này. Size L mặc vừa, L76 mặc đẹp cho em nha mọi người ha. Size L. L76 quay ra mặc vừa một con size cao gan siêu đẹp cho em là size L, L76 mặc vừa. Rồi size L L76 mặc vừa cho em nha. Size L. L76 mặc vừa. Rồi size L L76 mặc vừa A36 cho em là size L. L76 quay ra mặc vừa A36 cho em 149k cho em nè. 149k cho em A76 cho em. 149k cho em A76 này. Rồi A76 cho em, chốt cho em A76 này. Dạ chị mặc size, size M cho em chị Nam Anh Đam ơi. A36 cho em, chốt cho em A36 nhé, size L. L76 mặc vừa, A36 cho em à, chốt cho em A36. A36 cái chị ơi, chốt cho em A36. Rồi lại lên cho chị đây, con này đẹp mà. Rồi con này size L mặc vừa cho em nào, size L mặc vừa, L76 quay là mặc đẹp. Rồi size L, L76 quay là mặc vừa cho em nào. Size L, L76 mặc vừa. Size L, L76 mặc vừa 4K cho em 189k, chốt cho em mạng hồng. Hồng 189 cho em nào, lên cho em mạng hồng 189k cho em nhá. 189k chốt cho em mạng hồng, hồng 189 nhá, size L, L76 mặc vừa. Size L, L76 mặc vừa cho em mạng 189k, chốt cho em mạng hồng. Hồng 189 cho em nha mọi người, chốt cho em mã hồng 189k. 189k chốt cho em mã hồng. Rồi con này còn đúng một con thôi các chị ơi, con này còn đúng một con thôi. Size M là mặc vừa cho em này. Rồi con này size M là mặc vừa 50kg L72. Size M mặc vừa 50kg L72 mặc đẹp cho em ạ. Rồi size M 50kg L72 mặc vừa cho em ha. Size M 50kg L72 mặc vừa. Chị nào lấy comment A509 cho em ạ. A509 size M 149k A509 cho em ạ. A509 cho em là size M 50kg L72 mặc vừa 149k. 149k lên cho em ạ. A509 cho em ạ. 149k cho em A509 cho em ạ. 149k A509 kèm mã kèm size kèm số à, lộn kèm mã kèm số cho em nào. A509 kèm số cho em nhá. A509 size M 50kg L72 509 149k cho em ạ. 509
SML con này các chị ơi, SML con này. Rồi SML. 4 tà cho em này các chị ơi, SML cho em ạ. Lên cho em ạ, nu kèm số cho em là 149k cho chị mà nu. SML cho em là 4 tà các chị ơi. Hàng chuẩn 4 tà các chị ơi, 149k cho em ạ. 149k cho chị mà nu kèm size SML cho em ạ. Lên cho em ạ nu. Có bên kia có, phải bên kia có. Rồi con này có size SML cho em ạ. SML. SML cho chị. Cơm. Cho chị em bạn nu. Đang đang xuống tinh thần đây này. Lên chị em bạn nu và nu SML này. Cho chị em bạn nu SML. Cái chị không mua em hết luôn á. Để mặc quá. Để chị mà để nước luôn. Đi tắm cũng mặc, ngộ mặc. Ngộ mặc bộ, ăn sáng bộ. Trưa trưa bộ, tối ăn tối bộ. Lấy 10 bộ cho bạn dòng bộ, không là không dòng như thay bộ. Vấn đề là có tiền hay không? Vấn đề là có tiền mua hay không? Rồi nu size S anh thu bùi đó. Nu size S anh thu bùi. Chưa. Rồi lên cho chị Hoa nhí đó các chị này. Con này còn đúng một con thôi. Còn đúng một size một con này thôi. Cái này mà cái này mà tương tác mà được bán ngon này. Đã được không? Rồi con này size 2XL L85 mặc vừa, trên là size 2XL L85 mặc vừa. Một con hoa nhí này, chốt trên mạng hoa nhí này, chốt trên mạng hoa nhí 189k nha. 189k lên trên mạng hoa nhí này, hoa nhí 189 nha mọi người. Lên trên mạng hoa nhí này 189k, trên mặt size 2XL L85 mặc vừa hoa nhí trên này. Đây, túng bày con này. Rồi lên trên mạng hoa nhí này, đây, gấp cái này chung luôn. Lên trên mạng hoa nhí cái cho trên mạng hoa nhí này 189k hoa nhí cho em ạ. Hoa nhí 189 cái cho lên trên mạng hoa nhí này 189k cho em. Hoa nhí 189k chốt trên mạng hoa nhí này. Hoa nhí 189. Lên trên mặt cách tân. Cái gì? Đóng cái này giờ lên nãy giờ mới đến chị vậy. Kêu xếp hàng thì mấy đứa nó xếp hàng chứ sao giờ. 11 giờ rồi. Rồi lên trên mặt cách tân nha các chị ơi. Chốt trên mặt cách tân này. Lên trên mặt cách tân. Chốt trên mặt cách tân này. Cách tân và kèm ru số trên mặt chốt trên mặt cách tân này. Chốt trên mặt cách tân nha. Lên trên mặt cách tân. Xem là mặc vừa. Xem mà mặc vừa 50kg 72 mặc vừa lên trên mặt cách tân. Chốt trên mặt cách tân. Rồi con này size XL cho em nè các chị này. Rồi size XL L80 mặc vừa cho em nè. Size XL L80 mặc vừa cho em nè. Rồi size XL L80 mặc vừa. Một con xanh có ban size XL L80 quay lại mặc vừa. Size XL L80 mặc vừa. Size XL L80 mặc vừa cho em nè. Size XL L80 mặc vừa cho em nè. Size XL L80 mặc vừa. Chị nào lấy comment A224 cho em nè. Chốt cho em A224. A224 kèm mã kèm số cho em nè. Chốt cho em A224 này. Chốt cho em A224. A224 kèm số cho em nha các chó. Lên cho em A224 này. A224 nha các chó. Chốt cho em A224. Rồi 149k A224. A224 149k. 149k A224 kèm số cho em nè. A224 149k cho em. 149k A224. A224 149k A224 149k. Rồi lên cho chị hoa nhí nè, hoa nhí rút cho em nè. Rồi con này size L mặc vừa cho em nè, L76 quay ra mặc đẹp. Rồi con này size L, L76 mặc vừa cho em nè, size L, L76 mặc vừa.
Rồi size L L76 mặc vừa cho em lên cho em mặc rút ha. Size L L76 coi mặc vừa lên cho em mặc rút. Size L L76 mặc vừa lên cho em mặc rút nha. Size L L76 mặc vừa lên cho em mặc rút này. Chốt cho em mặc rút kèm số luôn cho em là size L L76 mặc vừa lên cho em mặc rút. Size L L76 mặc vừa lên cho em mặc rút. Con này cho em mặc chốt cho em mặc rút 149k. 149k lên cho em mặc rút này. Rút 149 cho em ạ. Lên cho em mặc rút 149k. A529K chốt cho em A520 này, 189K chốt cho em A520 này, 189K chốt cho em A520